đời chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha. Trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Ngay say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha. Trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là nữ ca sĩ Phi Nhung. Và sau bao năm thì chị Nhung vẫn rất là đáng yêu. Cái ca khúc mà Nàng Sơn Ca này thì nó gắn liền với cái sự nghiệp âm nhạc của chị như thế nào? Đây có phải là ca khúc đầu tiên hay là một ca khúc hit nào đó được khán giả yêu mến hay không? Mà lý do vì sao chị chọn để xuất hiện trong cái chương trình này Bài Hát Mở Màn? Tại vì chị lúc nào chị cũng muốn là cho mọi người biết mình là người Tây Nguyên, mình là người Gia Lai. Nên khi mà chị những cái bài hát Tây Nguyên là nó đều vô trong lòng của chị nhiều nhất. Tại vì chị rất là hãnh diện, muốn cho người ta biết là em là con gái Pleiku má đỏ môi hồng. Em Pleiku má đỏ môi hồng. Và đó là sự xuất hiện của ca sĩ đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một ca sĩ thần tượng thứ hai sẽ xuất hiện. Sau đó chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện dài hơn với những nghệ sĩ thần tượng ngày hôm nay. Và hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem coi những thông tin mà Hà Thu đố khán giả có chính xác hay không. Mời quý vị. Chấm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm, có một chàng thanh niên nơi đô thành tiệm xuông yên lòng thắm bàn hiền, đền mình xuôi khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên duyên.
khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời ăn hoa chớm chớm. Tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, luyến trong theo tà. Để rồi nghe bấn vương khi ngay người bạn huy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình bạn xưa. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lâu luyến gửi trao nhau mối duyên đầu. Mong trăm mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa em sang sông và vườn chớm chớm chim bằng xuồng ghé mây đuôi tơ. Gương say trái ngọt tình mình cũng thật đắm đá. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa. Tiếng lại mình như thế, anh đi làm ông sao còn em đi bán chôm chôm. Ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa em sang sông và vườn chớm chớm chim bằng xuồng ghé mây đuôi tơ. Gương say trái ngọt tình mình cũng thật đắm đá. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa. Tiếng lại mình như thế, anh đi làm ông sao còn em đi bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộ thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mộng nghiệt, yêu thương dâng ngập đồng. Rồi người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ và cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới tình yêu về sáng lối, tình đẹp mùa chớm chớm. Bên nhau lòng tươi tươi tình yêu về sáng lối, tình đẹp mùa chớm chớm. Mùa chôm chôm cùng với nghệ sĩ của chúng ta. Dạ xin mời anh Đình Văn. Dạ anh Văn ơi đừng bỏ em, đừng đi theo cô chôm chôm. Anh về đây anh. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Tình đẹp mùa chôm chôm. Và nhân tiện thì cô đó cô bán chôm chôm được quá, cái cổ rinh anh Đình Văn của em đi luôn. Vâng. Anh Văn ơi, cái ca khúc này là một trong những cái ca khúc mà cứ nhắc đến là khán giả phải nhớ đến anh. Có thể là có nhiều cái kỷ niệm anh Văn sẽ chia sẻ với cái ca khúc này với quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh Văn. Đình Văn xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị yêu nhạc của truyền hình Vĩnh Long.
và tất cả các bạn, các em ở phim trường. Đây là một cái... Cái bài này là một cái ca khúc mà đầu tiên là ca từ nó bình thường lắm. Nhưng mà không ngờ Đình Văn hát cũng mấy mươi năm rồi. Mà chính nhờ cái bài này mà anh được biết bao nhiêu người yêu mến. Bài này anh quay ở cái vườn chôm chôm ở Lái Thiêu. Và đặc biệt là đạo diễn không biết từ sao tìm một cái vườn mà toàn là kiến không? Kiến lửa không? Trời ơi, thì kiến lửa đó nó di chuyển chung quanh anh á, thì ghê quá đi. Thì thương nhất là anh em phản quang á. Dạ. Trong cái nghề này thì phải có phản quang thì cái mặt mình nó mới nét. Trời ơi, mấy anh nó leo lên cây đó, tự nhiên nó lên cây, tự nhiên thấy cả đám nhảy xuống hết à. Rớt phản quang nó hết trơn, gãi muốn chết luôn, kiến. Đó, đây là một cái kỷ niệm mà anh nhớ mà thì anh đạo diễn, anh nhớ lúc đó là anh Cảnh Đô. Dạ, đạo diễn Cảnh Đô. Anh Văn cứ ngồi yên nha, ngồi yên. Ngồi anh mà chút nhất là nó cắn đấy, ngồi yên. Dù cái mặt anh phải cười nhưng mà cái lòng rất là sợ. Cười. Đây là một cái kỷ niệm ở tại Lái Thiêu. Vâng, thưa quý vị, như vậy là hai nghệ sĩ của chúng ta đã thay những bộ trang phục rất là đẹp để có thể trò chuyện cùng với quý vị. Có thể là Nguyễn Khang xin phép được trò chuyện với chị Phi Nhung trước. Không biết là ngày xưa khi đeo theo cái con đường âm nhạc này á, là chị Nhung có ảnh hưởng bởi một cái người nghệ sĩ thần tượng nào đó không? Hay là có theo nghiệp gia đình hay không mà chị đi theo cái dòng nhạc âm hưởng dân ca này? Hồi nhỏ thì là chị nghe nói là má của chị hát rất là hay. Yeah. Và dì của chị cũng hát hay. Mấy người chị của chị cũng hát rất là hay. Chị nghe bà ngoại nói lại. Thì khi mà chị lớn lên thì chị thấy trong gia đình của chị thì không có có đi hát, nhưng mà ai cũng hát rất là hay. Nên cũng chị cũng ảnh hưởng trong gia đình rất là nhiều. Yeah. Rồi khi chị qua hải ngoại thì tự nhiên có một mình chị thành ca sĩ. Dạ, yeah, như vậy là có nghĩa là trong gia đình của mình là chị là một người thành công nhất nếu mà đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng mà lý do vì sao chị lại chọn cái dòng nhạc âm hưởng dân ca mà không phải là dòng nhạc trữ tình hay là những cái ca khúc nhạc trẻ chẳng hạn? Tại vì thứ nhất là chị rất là thương mẹ. Thứ nhì là lúc mà mình đi nhớ Việt Nam. Cái thời đó thì ở hải ngoại thì chỉ có cô Hương Lan. Yeah. Rồi còn mấy người trẻ trẻ thì người ta chỉ hát nhạc trẻ thôi. Nên chị nghĩ là chị muốn theo cái dòng nhạc của cô Hương Lan với lại của má Thanh Tuyền. Yeah. Rồi của má Vô Linh. Yeah. Chị muốn đi theo cái dòng nhạc đó. Dạ, yeah. Hay quá. Để cho mọi người cái lớp trẻ, hồi lúc đó lớp trẻ của tụi chị lên, để cho người ta nghe nhiều hơn, người ta không có bị mất gốc. Dạ, tức là mình hướng cái giới trẻ đến với cội nguồn, để cho họ khi nghe những ca khúc này, nhiều khi họ thích ca khúc đó, họ tìm hiểu thêm về quê hương, và họ quay trở về quê hương để họ cảm nhận được cái nơi mà họ được sinh ra, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với lại cái mạch câu chuyện thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại nghệ sĩ Đình Băng, người nghệ sĩ mà ngồi kế Nguyên Khang và cái người mà Nguyên Khang rất là ngưỡng mộ. Tại vì cái cách mà anh ấy đi cái con đường âm nhạc của mình nó lạ lắm quý vị. Là tại vì khi mà thời điểm của Mưa Bụi nổi tiếng thì anh Đình Văn là một trong những cái nghệ sĩ mà có thể nói là cái tên tuổi của mình bảo chứng cho bất kỳ cái sản phẩm âm nhạc nào. Cái hồi đó anh có bị cái sự nổi tiếng nó làm cho mình bị áp lực không anh? Cuộc đời anh mà nói về âm nhạc thì anh có thể nói một câu thế này. Hồi xưa anh khổ dữ lắm. Anh đi làm về đó không có xe đâu. Anh chỉ đi bằng xe bus thôi. Nhưng anh tiền anh không có làm gì hết để anh để dành cho ba mẹ. Anh không ấy dám xài cho mình gì hết. Để thứ hai nữa là tiền mua sách nhạc. Anh đặc biệt là mấy chỉ vàng là khó lắm. Xe thì không dám mua mà mua sách nhạc, sách hòa âm và cái anh học. Học để sao? Vì anh yêu nhạc á, anh học dữ lắm, học nhạc và cứ rảnh là anh học. Thì anh nhớ có một lần anh đến Kim Lợi Studio thì anh gặp anh Minh Vi. Minh Vi, họ đó gọi là Hội Minh. Lúc đó sân khấu là đang nổi tiếng là cái cặp đôi mà đông nghẹt là Vũ Linh Tài Linh. Phải nói là kinh khủng. Cứ mở lên là lúc đó là thời hoàng kim của cổ nhạc. Thì Minh nói anh, bây giờ em tính làm một chương trình đó là Mơ Bụi. Anh cũng chả hiểu, anh cũng không hỏi Minh là làm đó để làm gì. Minh nói bây giờ anh hát với một người cổ nhạc, chị Tài Linh. Tôi nói trời ơi, em ơi, chị Tài Linh chứ hát cổ nhạc làm sao hát được tân nhạc được em. Tôi nói bây giờ được ngày mai đi, em chở anh tới nhà Tài Linh. Rồi anh nghe chị Tài Linh hát đấy, anh nói được. Thì em sẽ kết hợp hai người. Còn không được thì em chọn người khác. À. Đấy, Hữu Minh nói vậy, thì nó ok là được. Thế là ngày hôm sau, anh với Hữu Minh tới nhà chị Tài Linh. Ở nhà ở đường Nguyễn Chiểu á. Vô gặp chị Tài Linh, chị khiêm tốn dữ lắm. Ngôi sao mà đang ngôi sao kinh khủng luôn. Mà sao thấy chị này chứ hiền hòa quá vậy ta. Dạ em chào anh Văn ạ. À. Rồi, cái anh kia cũng nói cái ý định cho chị nghe. Chị nói xong chị mắc cỡ cho nó chứ. Trời ơi, thôi anh ơi, em hát đâu có được Văn. Em hát cải lương. Anh nói không sao, anh nói được. Ok, thế là anh quay lại, anh nói với Hữu Minh, anh nói Minh ạ. À. Anh thấy chị
Tài Linh hát được em. Thế là bắt đầu hát. Nhưng mà nói mình ấy, mình về diễn thì không ai qua được chị Tài Linh đâu. Phải nói là xuất sắc luôn. Đạo diễn mới nói là bây giờ hai người nhìn nhau đắm đuối. Trời ơi, anh nói thiệt với em, anh mắc cỡ lắm. Mà chị Linh cho hay ghê nha. Chỉ nhìn anh đắm đuối nhưng chị yêu anh dữ lắm vậy đó. Trời ơi, anh muốn chết luôn phải không? Thế là anh đâu dám giận chị. Chỉ nhức anh một cái đôi mắt chị, trời ơi, nó tha thiết gì đâu mà anh phải anh cụp mắt xuống này. Nhưng mà lúc đó là anh đang độc thân đúng không? Để nhớ coi. À, lúc đó là đang chia tay vợ, chia tay. Mà tim đập mạnh, nó sợ quá. Nhìn anh, cái anh đạo diễn mới ra chứ. Cảnh đó hôm nay, trời anh Măng ơi, kiểu này là chắc thuộc tụi mình tới chiều tối mới ăn cơm đây luôn quá anh Măng à. Bình tĩnh đi mà, bình tĩnh đi mà. Thì để nói là gì, là cái hay của chị Linh là khi chị diễn rồi đó, chị nhập tâm đó. Kiểu nó yêu là chị yêu, ghét là chị ghét. Mà làm chị giữ là chị đóng nhân câu mà vợ lòng đóng dây giữ đó em, là ra giữ liền. Và thật sự là cái bài văn câu đó, không biết là đối với cái suy nghĩ của hồi đó em coi cái bài đó là năm em nhiêu tuổi chị? Dạ chắc là lâu lắm luôn rồi lâu đó. Lâu lắm. Dạ, dạ, dạ em biết cái bài đó là biết chú Đình Văn cũng như là cô Tài Linh là qua cái bài đó luôn. Qua cái bài mà đó cứ hát hoài. Nhưng mà em coi bằng chắc là băng đĩa hay là coi trên YouTube? Dạ lúc đó hình như là em coi bằng lúc đó có đĩa nhựa rồi. Có đĩa nhựa là rồi, mua ở ngoài chợ 20.000 một cái. Em giờ còn đỡ, hồi xưa em coi cái mưa bụi là phải coi bằng cái cuốn băng đầu từ á, là nhét vô cái thép á. Dạ. Mà khổ lắm. Coi xong một hồi cái nó bị dơ đầu từ. Rồi nó còn bị rối băng nữa. Là bắt đầu lấy cái đồ quay á chị. Ngồi quay, quay 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 mạnh quá, hồi đứt một cái bột. Ngồi dán lại để mà coi tiếp. Thì cái cuốn băng mưa bụi đầu tiên là em coi là cái bài văn câu mà có anh thể hiện. Yeah. Cho nên là trong mỗi một đời người, chúng ta sẽ có những cái người chúng ta cũng gọi là tri kỷ trong âm nhạc á. Thì chị Tài Linh là một câu chuyện như thế. Chẳng hạn như trong câu chuyện âm nhạc của chị Phi Nhung thì phải có đến Mạnh Quỳnh, một trong những người mà gắn bó với chị rất là nhiều. À, nhưng chuyện cho em hỏi là cái sự kết đôi với anh Mạnh Quỳnh đó, là cái cơ duyên nào mà chị gặp anh Mạnh Quỳnh, và vì sao mà cả hai lại có sự ăn ý trong cái chất giọng vậy? Là do một cái người nào đó kết đôi hai người lại, hay là do một cái mối duyên nào đó hai người gặp nhau? Do chị. Ai do chị? À, chị đề nghị hả chị? Chị đề nghị, tại vì chị đi hát với anh Quỳnh rất là nhiều. Thì chị thấy ông Quỳnh ổng, trời ơi sao con trai mà thấy ổng giống như ổng chăm chút, ổng nói chứ chỗ cái áo dài này mặc sao làm sao. Xong rồi cái mình nói, gì đàn ông gì mà sao mà hiền quá vậy trời. Hiền thiệt. Thì, hiền lắm. Yeah. Mà ông đó hiền. Chất phát thật thà nữa. Hai đứa mà hợp tác với nhau như vậy là em không biết là anh Văn với chị Linh có gây lộn không, chứ em với Quỳnh là khi mà bước ra sân khấu mà nó hạp, rất là hạp nha. Mà sau sân khấu là phải nói là cãi lộn dữ dội luôn. Mỗi lần thu là mỗi gần gây lộn, thiếu điều muốn đánh nhau vậy đó. Rồi mà ra sân khấu là nó tự nhiên em nương ổng, ổng nương em. Và tại vì khi mà cãi thì ổng phải hiểu tính em, và khi cãi thì em phải hiểu cái tính Quỳnh. Nhưng mà không có đứa nào chấp nhận cái sai đó. Nhưng mà khi ra sân khấu thì mỗi đứa tự nhiên nhận ra được cái sai của mình, là Quỳnh đi theo Nhung và Nhung đi theo Quỳnh. Dạ. Yeah. Vậy mới có được cái cặp đôi vậy. Mà làm sao mà hai người, thưa quý vị, khó lắm. Tại vì hai người rõ ràng là hai cái cá tính khác nhau. Mà để có thể hòa quyện và ăn ý với nhau á, là nhất thiết phải làm chung với nhau một thời gian thì mới ăn ý được. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh của hai nghệ sĩ thần tượng của chúng ta từ những cái ngày đầu bước chân vào làng văn nghệ cho đến tận bây giờ. Mời quý vị nha. Bức ảnh đầu tiên ạ. Em vẫn chưa đoán ra được chị Nhung là thứ mấy đây. Em đoán ra được không? Ở giữa. À, Cường. Thôi bây giờ Cường đoán mẹ xem, là em đoán mẹ là người nào trong bốn người nè. Dạ thấy cái mặt tây tây đó là tây chắc tây là đúng không? Mẹ chị cũng cùng ý kiến với em á. Cái tấm này là năm chị mấy tuổi chị Nhung? 12 tuổi. 12 tuổi. Tấm tiếp theo ạ. Năm nay là bao nhiêu tuổi đây chị Nhung? 16. Trời ơi, mà biết làm duyên làm dáng rồi nha. Tấm này là ai chụp cho chị? Chị điên ở ngoài người ta chụp á, rồi đi chụp hình trắng đen vậy đó. À chị đi trước chụp khi chị đi Mỹ luôn á. À, tức là nhờ người ta chụp chứ đâu phải vô tình người ta chụp cái tấm này không, đâu. Không, đi chụp hình chứ bộ. À. Hồi đó có cái thời mà đi chụp hình rồi vậy đó anh Văn nhờ. À. Nhìn cũng đẹp chứ ha. Dạ. Dễ thương. Dạ. <Yeah. cười> Rồi tấm tiếp theo. Cái tấm này là lúc mình chị bên Mỹ. Đẹp quá. Cái này là lúc bên Mỹ, là lúc này là em đúng 20 tuổi. 20 tuổi. Ừ, 20 tuổi. Em đúng 20 tuổi, đó là con gái của em là Wendy. Tấm này Nhung lạ ha.
À, nhìn chị hơi mới xanh mà. À. Là... Em qua Mỹ tròn, xong tròn, rồi. Đúng rồi, xanh là tròn. Nhưng mà em để ý là chị Nhung rất thích để tóc ngắn. Dạ, bây giờ là hay để tóc dài chứ hồi xưa là để toàn để tóc ngắn không anh chị. Dạ. Dạ. Cũng nhưng đẹp mà chị chứ. Thích tóc nào hơn? Nói chung thì tóc ngắn thì nó mạnh mẽ hơn. À. Nhưng mà tùy theo. Chứ hồi xưa là cứ cái tóc ngang vậy đó là tóc nó hẹp, tóc nó còn con nít mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ đi hát thì cũng phải cái, để cái tóc dài một tí. Bây giờ chúng ta qua tấm ảnh tiếp theo. Hồi xưa mình Quỳnh ốm dễ sợ. Ở đó là Mạnh Quỳnh ốm lắm mà, Mạnh Quỳnh hiền lắm, à, không phải là hiền, nhưng mà ổng từ cao lắm, em rất là ghét. Mà những cái này là em tự bắt ổng chụp đó. Ổng không chịu đi chụp studio với chị? Không luôn, rất là giống như là ổng thích thích cái gì của ổng riêng. Em nói là một người đàn ông mà bảo thủ là ông Quỳnh đó. Bảo thủ mà khó chịu, nó khó chịu lắm chịu, mà. Chịu, chịu, không bây giờ nói tới là ổng về ổng có muốn nghe thì cho ổng nghe luôn đi. Em nói hả, đi hát show mà coi như là kim chỉ màu gì là có hết luôn. Vậy hả? Tánh ổng là vậy, còn tánh chị là coi như không có cái gì á, còn cái gì là xin ổng. Kim chỉ màu có hết là sao? Tức là ổng sợ kim... đứt dây nút hay là cái gì là ổng trong cái vali của ổng là đầy đủ tiện nghi. Ổng là người đàn ông chu đáo. Thì đó, đầy đủ tiện nghi. Còn Vy Nhung là không có một cái gì luôn đâu. Đừng có mơ mà có chim kim chỉ thôi hay vậy là thì gì. Thì tính cách nó mới bù trừ. Đúng rồi, ví dụ như là chị thử đứt cái nút đi thì ổng còn lấy ra ổng may cho chị. Giờ chị kiếm đâu ra chị may, đúng không? Giờ nhìn cái mặt thì ghét không? Vâng, chúng ta sẽ cùng qua tấm ảnh tiếp theo. Hồi xưa anh gọi kiểu là thư sinh luôn á, đúng nghĩa là thư sinh luôn. Con thấy không khác bây giờ. Không khác bây giờ bao nhiêu? Khác không khác bây giờ. Dạ. Hồi xưa trẻ mà, trẻ đó. Dạ, yeah. Cái tấm này là bao nhiêu tuổi anh? Hồi đó là không, cái lúc này chắc được khoảng chắc khoảng ba mấy, 37 38 vậy. 37 38 là lúc đó là anh đã nổi tiếng với Mưa Bụi rồi đúng không? Đã đi sáng tác chưa cái này là? Dạ, đúng đi. Rồi, bắt đầu đã hát Mưa Bụi, đúng rồi. Thời này là bắt đầu anh Thu bên Mỹ đó. Nhung à, vậy đúng rồi em biết cái là chị Thảo. Thạch Thảo. À. Thạch Thảo tại cái này là cái đĩa mà phát hành bên Mỹ á. À. Đó là em bán những cái CD này của anh. Ủa vậy hả Nhung? Ủa sao chị bán? Sao chị bán CD này? Là sao em chưa hiểu cái câu chuyện này là sao? Chuyện bán nữa, gọi hát lòng bán đĩa nữa. À. Hồi đó là có anh Đình Văn vậy là chị trước có chưa được đi hát. À. Chị mới có học hát thôi. À. Chị mới có học hát thôi. CD nào của ai là em đều bán và em biết cái CD nào. Mà em thích cái người nào là cái người đó là một ngày là phải bán khoảng chừng 300 đĩa CD của cái người đó. Mà nếu mà Phi Nhung thích cái người nhạc sĩ đó, cái người ca sĩ đó. À. Là chị bán mà. Hay quá, nó cũng là một phần làm cho cái kiến thức âm nhạc của mình nó phong phú đúng không ạ? Đây là tấm đây chị Tài Linh. Tài Linh. Cái này là bài gì vậy chú? Ờ cái này tôi nghe chụp ở trong máy hình quá, chụp cái này đăng trong clip. Còn em cái này là video hình như luôn. Cái bài mà cái gì? Lời cuối cho cuộc tình. Không, bài này là bài Sao Đổi Ngôi. À Sao Đổi Ngôi. Bài này hay chứ em, Sao Đổi Ngôi hay lắm ạ. Cái này là quay ở trong rừng hả anh? Đà Lạt. Quay Đà Lạt. Cái này anh nghĩ là chụp trên cái băng đó luôn, bảo đảm luôn. À. Bây giờ đây thì để thay đổi không khí của chương trình thì chúng ta quay trở lại với âm nhạc. À, ở đây thì có hai bạn trẻ là hai giọng hát đã đạt được giải rất là cao trong hai cuộc thi âm nhạc dành cho các bạn nhí. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với lại Chi trước nha. Em có thuộc nhiều ca khúc của chú Đình Văn không? Dạ, giống như em đã nói là em rất là thích bài Văn Câu. Ừ. Nhưng mà em chưa có tìm được ai hát bài đó với em hết. À. Thích ca khúc đó dữ lắm luôn. Nhưng mà hôm nay em sẽ hát một ca khúc không có phải là song ca. Ừ. Một cái bài đơn ca mà em rất là thích của chú Đình Văn. Đó là bài Anh Bảy Nhớ Mẹ. Anh Bảy Nhớ Mẹ. Dạ. Thật ra ở ngoài thì em có biệt danh là chị Bảy. Dạ. Nhưng mà bữa nay lên làm Anh Bảy Nhớ Mẹ. Anh Bảy. Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Bảy Nhớ Mẹ với phần thể hiện của chị Bảy Phương Mỹ Chi. Một tràng pháo tay. Thank you.
tình quê tha thiết. Đêm nghe mưa rớt ngoài hiên, âm bài nhớ mẹ nuôi anh một đời. Anh nhớ Đồng Tháp mùa mưa, mưa trắng trời nước ngập đồng xa. Mẹ chèo xuồng hái bông súng trắng, lót dạ cho anh khi lũ tràn về. Bao nhiêu năm tháng đã dần trôi, tóc mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe tiếng tắc kè mà nhớ anh trong lòng. Nay bông mẹ và con đâu, anh bãi ngồi nước mắt chưa chan. Lòng bồi hồi nhớ quê gia diết, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ mẹ ơi con nhớ, tiếng mẹ gọi tên con. Canh bầu nâu dưới cà trê, phải chi có thằng bái ngồi ăn món này. Lời mẹ ru hời ngọt như không mía sao hè. Nhớ mẹ ơi con nhớ, tháng ngày mẹ bên con. Sen hồng vẫn thắm màu son, mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời. Chiều nay anh bái gọi thầm hai tiếng mẹ dễ thương quá.
con ơi, con muốn hát cái bài văn câu đúng không? Cô kết duyên cho hai đứa con hát đó. Dạ, con cảm ơn cô. Đây, hồi nãy là Cường có dắt con xuống một lần rồi, nhưng mà Cường không có nắm tay mà Cường xách nách con lên. Trời ơi, con bây giờ nắm tay. Trời ơi, con nắm tay mà mẹ run luôn á. Cường thì chị thấy cũng hiền á. Thế nãy giờ hỏi cũng cười cười thôi em đó. Em cũng hiền mà. Em thì chị phải coi lại nha, để hỏi Cường xem nè. Hiền không Cường? Dạ, bình thường thì em với Chi là cũng ít có cơ hội mà hợp tác chung. Cho nên tính cách mà em cũng không biết luôn. Nhưng mà lần đầu gặp thì em thấy Chi... Hiền, thân thiện. Trời ơi, con thương, có phải con thương vậy trời? Con tươi trời ơi lớn quá hiền rồi. Hiền thôi hả Cường à? Còn cái gì khác không? Dễ thương sao khen người ta mà đỡ nhắc không à, khen miễn cưỡng quá trời luôn á. Cái bài vừa rồi là em hát là hình như là sáng tác của chú Đình Văn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Khi mà chương trình gọi cho em là khi mà em biết là có chú Đình Văn là em đã nhất quyết em chọn bài này. À, vậy tại vì sao? Em rất là thích ca khúc này và em cũng đã hát một lần trong đêm mini show của mình và khán giả cũng rất là thích em hát, nhưng mà em chưa có một cái bản chính thức nào hết. Nên là bữa nay đứng ở trên đây mà nhìn xuống có cô Nhung và có tác giả của bài này nữa, cho nên là em hơi lo đúng không, hơi căng thẳng hồi hộp. Dạ vâng, bây giờ thì sẽ là phần thể hiện của Hồ Văn Cường. Có rất là nhiều ca khúc của mẹ con hát mà đã thành hit rồi. Cái bài mà em sẽ dự định sẽ thể hiện trong đêm nay là bài dạ, gì? Bài mới nhất của mẹ đây đó là bài Ngồi Buồn Nhớ Mẹ. Ngồi Buồn của nhạc nhớ sĩ mẹ. Hamet Trường. Hamet Trường. Dạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Văn Cường với ca khúc Ngồi Buồn Nhớ Mẹ. Xin mời. Cố lên con. Vừa đến với ca khúc Ngồi Buồn Nhớ Mẹ, một sáng tác của ca nhạc sĩ Hamlet Trương với phần thể hiện của Hồ Văn Cường. Xúc động luôn hả chị hả? Cái bài này khi chị nghe thì chị nghĩ đến ai? Lúc là Hamlet Trương hát cho chị thì chị hát trong cái mùa lễ Vu Lan. Thì nói chung là mẹ thì đã mất lâu rồi, thì nói chung mình cũng lớn tuổi nên giống như mình đã biết được cái số phận của mình nó là như vậy. Thì chị hát cái bài này là chị muốn cho con gái của chị nó, chị ngược lại, chị muốn nói những cái gì mà giống như là chị từ hôm Tết tới bây giờ chị chưa về thăm con chị. Nên chị hát đặt hết cái niềm tin và với những người xung quanh, mà những người mà ở hải ngoại người ta nhớ quê hương, nhớ mẹ, người ta đi xa, Nhung gồm hết tất cả những cái tình cảm Nhung đặt vô cái bài hát này. Thành ra Nhung hát, khi Nhung hát vừa khóc. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của mẹ tôi, nhớ đưa mây làng mây gió, thương nhớ ôi mền mông, bao năm rồi con chưa trở về làng quê. Là có nghĩa là chị hát cái đó là giống như là chị muốn nói với con vậy, là mẹ bao năm mà từ Tết tới giờ mẹ chưa có về mẹ thăm con á. Tâm sự đó cho tâm nên khi mà nghe Hồ Văn nhẹ. Cường hát cho nên là mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó đúng không chị? Chị muốn hỏi Cường là vì sao trong rất rất là nhiều bài hát mà mẹ Phi Nhung đã thể hiện thì Cường lại chọn ca khúc này để thể hiện hôm nay ở đây, và mẹ Phi Nhung có chỉ cho mình nhiều để mà mình thể hiện ca khúc này tốt hơn không? Sở dĩ mà em chọn cái bài hát này là tại vì em thích những cái ca khúc về gia đình hoặc là có hoàn cảnh xíu nên em xin mẹ em hát về đó. Dạ. Em cảm thấy đồng cảm được đúng không? Dạ. Cái lúc mà em đi thu hoặc là hát hay gì đó thì mẹ sẽ bắt em ngồi đó, nói chung là giải thích đánh tâm lý em á, xong rồi thấy có cảm xúc để hát á, mẹ là hay chơi đòn tâm lý em. À, là để em cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, để đặt cái cảm xúc thương mẹ đó vào bài hát đúng không?
em rất là đồng cảm với chị Nhung. Bởi vì đối với một người nghệ sĩ làm việc chân chính thì điều quan trọng hết là họ trân quý và họ vỡ cái bài của người nhạc sĩ sáng tác đó. Để chi? Nó không chỉ là một cái cách mà họ trân trọng cái tác phẩm, mà quan trọng là cái cách mà họ đặt hết cái tâm của mình vào trong cái tác phẩm gửi đến công chúng. Thì như vậy họ mới thành công được. Và chính vì cái điều đó mới làm nên tên tuổi của họ. Đó là một trong những cái cách làm việc lao động nghệ thuật mà rất là đáng trân quý từ những anh, những chị đi trước, những người nghệ sĩ ngôi sao. Thưa quý vị, thật là ngẫu nhiên và cũng khá là trùng hợp khi cả hai nghệ sĩ trẻ của chúng ta, hai ca sĩ trẻ đều chọn hai ca khúc viết về mẹ trong cái phần thể hiện của mình ngày hôm nay. Có thể nói rằng những ca khúc viết về cha, về mẹ luôn có một cái cảm xúc nhất định và chạm đến trái tim của chúng ta. Chúng tôi xin tạm khép lại cái chương trình ngày hôm nay bằng một cái thông điệp rằng bất cứ người mẹ nào cũng rất hạnh phúc bởi sự thành công của bất kỳ người con nào. Và chính vì vậy, điều quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc sống đó là hãy trân quý những phút giây khi chúng ta còn có mẹ, để một ngày nào đó chúng ta không bao giờ phải nói câu giá như. Thưa quý vị, xin được khép lại chương trình Ký ức ngọt ngào ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Phi Nhung, cảm ơn ca nhạc sĩ Đình Văn, cảm ơn hai nghệ sĩ trẻ đó là ca sĩ Phương Mỹ Chi và ca sĩ Hồ Văn Cường đã đến với chương trình này. Xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Ký ức ngọt ngào. Thưa quý vị, còn nhớ vào tập phát sóng trước thì tất cả chúng ta đang dang dở cái câu chuyện về âm nhạc, âm hưởng dân ca và đặc biệt là hai ca khúc về mẹ mà những nghệ sĩ trẻ đã đưa đến cho người xem, người khán giả theo dõi với những cái cung bậc cảm xúc rất là đông đầy và rất là hoài niệm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ những ca sĩ thần tượng trên sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin được chào đón ca sĩ Phi Nhung. Xin chào đón ca nhạc sĩ Đình Văn. Chào đón hai ca sĩ trẻ của chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Cùng với người dẫn dắt chương trình cùng với Nguyên Khang đó chính là Á hậu Hà Thu. Lần trước thì chúng ta nói nhiều về cái con đường âm nhạc của các anh chị khi đến với chặng đường của mình. Thì cho phép Nguyên Khang hỏi một vài câu trước khi mà chúng ta tiếp tục đến với những cái ca khúc tiếp theo. Thì đang được nổi tiếng và được yêu mến với rất nhiều ca khúc và đặc biệt là những cái tuyệt phẩm trong Mưa Bụi. Thì một thời gian khán giả lại không thấy anh xuất hiện ở vai trò ca sĩ nữa, mà lại ở vai trò của những nhạc sĩ sáng tác những cái ca khúc cho rất là nhiều ca sĩ, trong đó có chị Phi Nhung cũng có, rồi anh Đan Trường cũng có, rồi chị Cẩm Ly cũng có. Lý do vì sao anh lại có sự chuyển hướng về sáng tác về anh Đình Văn? Cái âm nhạc nó là một cái sự nối tiếp. Tại cuộc đời anh khổ dữ lắm, từ bé là anh ở nhà mướn dữ lắm, ở 7-8 cái nhà mướn, ba mẹ anh khó khăn tội nghiệp. Anh gần gũi với lại những người lao động, cho nên là anh thấy cái cảnh mà mẹ mà gánh rau đi bán là anh xúc động lắm. Thành thử ra là cái tình yêu thương của mẹ anh dành cho anh, cho nên là và cha anh đã truyền cho anh một cái tâm hồn âm nhạc. Thành thử ra đó, anh dành cho âm nhạc, tâm hồn anh cho âm nhạc là vậy. Cho nên mà khi mà anh thấy được những cái cảnh, tất cả những cảnh đời, nhất là về mẹ, khi vượt qua một cái quá trình hát hò rồi đó, thì anh bắt đầu anh thấy rằng, anh nói với em rồi đấy, khi chưa viết nhạc là anh đã biết là anh sau này sẽ sáng tác. Và khi bắt đầu anh đã sống hết cái cuộc đời này, rồi khi sau cái Mưa Bụi rồi là bắt đầu anh viết nhạc. Anh viết để anh gửi gắm tình cảm của anh. Mà anh có cái duyên lắm, mỗi lần anh gặp ca sĩ nào vậy, anh nói một tiếng là thích bài đó liền. Giống vậy đó, anh kể một câu chuyện, hồi đó anh viết cho Nhung cái bài Con Cà Trắng đó. Hồi đó anh đi Sông Đốc thì mà nghe ca sĩ xuống là dân người ta khoái lắm. Mà có một cái lớp học 12 đó đó, tụi em biết không, là khoảng chừng 8-9 cô đó lên thăm anh. Anh ở trên, hồi đó không có khách sạn đâu, ở trên cái nhà đẹp nhất ở Sông Đốc. Thì ở dưới uống cà phê đó thì mấy cô mới xin phép chủ nhà để cho lên nhìn mặt anh Đình Văn, quấy khô. Thì trong đó có một cô, cổ lên đó, cổ đấy, cho em xếp đồ cho anh được không? Thấy thương quá, xếp đồ. Đẹp không anh? Xinh đẹp lắm luôn. Mộc mạc rồi, gái Sông Đốc mà đẹp mà, Cà Mau mà. Em nghe nói là nghệ sĩ mà gửi thư chắc người ta không trả lời đâu. Hiểu, anh nói không có đâu, em viết thư anh trả lời chứ. Ghê quá. Nhưng mà khổ cái là cổ nhắn anh là khi gửi đó, thì gửi vào trường học. Thì người ta nói thế này, ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trời ơi, dễ vô trường học lỡ con bảo vệ nó bốc xem, nói là ca sĩ Đình Văn gửi thư tình cho cái cô đó là chết luôn, đúng không em? Là sao bé nó học được? Mà cổ còn dặn là gia đình em khó dữ lắm anh ơi, chứ anh đừng có gửi về nhà, gửi về trường. Anh không gửi được vì không dám gửi. Tại tụi em biết mà, Nhung biết mà, cái gì mà tới trường học là nguy hiểm lắm. Tức là trong lòng là có ý trường học là anh tay nó dữ lắm.
anten của nó là do wifi của nó dữ dằn lắm. Không, lúc đó anh có vợ chưa? Để anh nhớ coi. Để anh nhớ. À, lúc đó chưa tay rồi, chia tay rồi. À, chia tay rồi. Chia tay nữa. Hồi anh dọn nhà đó, thì tự nhiên trong nhà anh nó rớt cò quá trời luôn, cò giấy đó em. Tại vì á, mỗi lần gửi một lá thư cho anh là cổ xếp hai con cò bỏ vô đó. Một tháng gửi một lá, mà không có trả lời cổ vẫn gửi. Mấy năm trường như vậy, anh thấy cò rơi quá, anh xúc động quá. Thì anh nhớ sực một cái cô gái ở Sông Đốc đã từng gửi cho mình những lá thư mình không bao giờ trả lời cho cô một lá nào. Anh buồn quá, thế là anh ngồi anh viết, anh thay mặt cô luôn, anh viết giống như là để một lời tạ lỗi á. Giống như hôm nay anh ngồi đây anh tạ lỗi với cái cô đó, không biết cô ở đâu nữa, bây giờ anh tạ lỗi. Anh mới viết là cho Nhung hát là: em xếp tặng tặng cho anh một con cò trắng trên nguyên, chờ anh son nhạt môi hồng, chờ anh mắt biết hai dòng lệ rơi. Wow. Có nghĩa là trong cái đời âm nhạc của nhạc sĩ Đình Văn thì có rất nhiều cái ca khúc gắn liền với những cái bóng hồng và những cái cảm xúc của nhạc sĩ với những cái cô gái mà đôi khi bất chợt đâu đó anh gặp ở trong cái câu chuyện của cuộc đời mình. Bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc thì cái phần 2 này nó có một phần khá là thú vị. Đó chính là ca sĩ này sẽ hát ca khúc của người kia, là một trong những cái ca khúc thành công của người kia. Thì có lẽ là với anh Văn thì cũng có rất nhiều ca khúc của anh nổi tiếng, cho nên là chị Phi Nhung thì chị cũng đã từng hát rồi, như là cái bài là Con Cò Trắng. Thì có một câu chuyện mà anh tâm sự với Nhung. Hồi đó anh gặp Nhung lúc đó nó ồn ào lắm, hai đứa gặp nhau ở 126. Thì lúc đó Nhung đang chuẩn bị sân khấu rồi, anh gặp Nhung mà anh cầm cái đàn xách theo, lúc xách cái đàn. À, nếu mà anh có cái bài này nè Nhung, em câu chuyện ở Kiên Giang này, em hát bài này đi. Thì Nhung biết khả năng anh viết rồi mà. Thì lúc Nhung gọi Nhung hỏi anh, em đang cần một cái tựa bài, một cái bài để em làm một cái chương trình của em. Cái bài anh tên gì? Anh nói tên là Chắc Gì. Cô nói ok, cái chữ Nam Bộ là hay quá. Rồi được rồi, anh đưa bài này cho em đi. Nhung tin tưởng rằng anh chắc là viết là hay. Mà có thêm một cái đoạn và cái đoạn về cổ nhạc á vào đó. Thì lúc đó hai anh em gặp nhau, chị Nhung rất là khó về nhạc. Lên phòng thu, Nhung nói là anh lên đây với em, anh lên đây em hát, em làm cái bài này, anh băng ngồi nghe thử nha. Nhung thêm cái phần đó, Nhung hát được, anh nói được em. Em hát cái này rất là hay. Thế thì em muốn hỏi anh Văn là anh sẽ thể hiện ca khúc nào của chị Phi Nhung? Và chị Phi Nhung sẽ thể hiện ca khúc nào của anh Đình Văn ạ? À? Anh hát Chắc Gì. Anh Văn là? Anh hát bài Chắc Gì. Chắc Gì, chị đúng không? Hát, đúng. Và chị Phi Nhung? Nhung hát bài Con Cò Trắng cho anh. Con Cò Trắng đúng không ạ? À? Vậy thì bây giờ thì mình bắt đầu với chị Phi Nhung nha. Dạ. Bây giờ là nghe chia sẻ là chúng ta đang rất chờ đợi cái bài Con Cò Trắng. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Con Cò Trắng, một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Mặc đồ này được không? Dạ được. Mặc dạ đồ được. Này hát được không anh? Được em, được. Con em. Cò Trắng mặc màu xanh ha. Tình em đợi em trong chờ.
Còn em xếp tặng anh, tặng tình tình nhớ, tặng người người bỏ đi. Mai này tình dẫu phôi pha, lòng em vẫn nhớ cánh cò ngày xưa. Sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn. Thưa quý vị, với cá nhân Nguyên Khang thì khi nghe nhạc sĩ Đình Văn nói về cái câu chuyện này, một phần nó cũng chạm đến cái cảm xúc của người nghe khi mà hiểu được cái câu chuyện nó ra sao. Thêm một phần nữa là em rất là ngưỡng mộ chị Nhung, là tại vì cái bài này thật sự theo em là khó hát. Em thật sự em cảm thấy khó lắm. Mà có những đoạn chị Nhung chỉ luyến lấy mà chỉ đẩy được cái bài nó lên, nó chạm đến trái tim cái những cái nốt. Ví dụ như chữ cánh á, cái chữ cánh của chị nó dằn hoặc nó dằn xé vô trong tâm can của cái người nghe. Em nghe em rất là thương cảm, tự nhiên phụ nữ mà nghe phụ nữ hát mà cũng thấy thương luôn á chị. Người bỏ đi rồi còn em bên cạnh chị nha chị. Tại vì á, cố tình để cho ổng đừng có bay bướm nữa đó mà. Không, nhưng mà em thắc mắc á, là nãy anh Đình Văn có chia sẻ là cái bài này á, là anh viết cho người khác. Vậy mà lý do gì mà chị có thể cảm nhận trọn vẹn và thể hiện cái ca khúc này thành công như vậy? Có phải là ngày xưa cũng có gửi cò trắng cho anh nào không? Thực sự ra là cò trắng là chỉ có fan của Nhung gửi cho chị thôi, chứ không có ai gửi hết á. Nhưng mà lúc đó là Nhung cũng muốn làm một cái bài hát mới. Nhưng mà anh Bảo Chung á, thì cái thời gian mà qua bên Mỹ ở trong nhà của Nhung á, và má Ngọc Giàu á, má Giàu nói là: "Con ơi, Đình Văn nó có cái bài Con Cò Trắng gì đó, má nghĩ là con sẽ hát hay. Bây giờ con gọi về cho anh Đình Văn đi. Anh Đình Văn nó đang tìm người hát đó." Cái chị mới gọi cho anh Văn. Thường thường là chị nhận một cái bài hát của một người nhạc sĩ nào là chị phải hỏi. Và tại sao anh Văn viết cái bài này? Thì anh Văn kể cho mình nghe một cái câu chuyện như vậy. Thì cũng cái thời gian đó chị cũng nói chung là cũng đang yêu đương rồi vậy đó. Kiểu yêu đương rồi, yêu anh này anh kia có. Mình nằm trong cái trường hợp đó mình hiểu. Nên cố gắng mình hát. Lần đầu tiên nói chuyện với ảnh, và cũng lần đầu tiên ảnh đưa cái bài này cho mình, nên mình phải cố gắng mình làm sao để cho đừng có phụ lòng của ảnh. Mà không ngờ ra cái bài này thì người ta quá thích. Tụi em ngồi đây mà tụi em nghe. Mà có một cái hay nha quý vị, là chị Phi Nhung hát live cực kỳ hay luôn. Chị hát live là cái cách mà chị nói chuyện với khán giả bằng cái cảm xúc âm nhạc của mình, nó thật sự gần gũi. Hồi nãy trước khi lên là anh Văn cũng nói là Phi Nhung hát live rất là hay. Mà thật sự là như vậy. Cho nên là em xin dành một tràng pháo tay để chúc mừng chị Phi Nhung với một cái phần biểu diễn rất tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ sẽ là thử thách dành cho anh Văn. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của anh Đình Văn.
với một ca khúc mà chị Phi Nhung từng thể hiện rất là thành công. Đó là ca khúc Chắc Gì. Một tràng pháo tay. Chắc gì em đã yêu anh mà anh cứ đợi tàn ngày trắng đêm, cứ đi ra cửa ngóng nhìn vào nhà ngồi xuống đứng lên mà thẫn thờ. Chắc giờ em ở em chẳng gọi thăm, hai tuần rồi lại đến ba tuần, bóng chìm tâm cá bình anh mà một mình. Người ơi, có thương thì em thương cho mà đau, vì đau hai chữ tình yêu mà dãi cờ. Chắc gì em đến thăm anh, trà pha lê mùi nhạt nhòa dị hương, hỏi lòng sao già cứ thương, hỏi con chuồn chuồn đầu sao bay dối dàng. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn, ca khúc Chắc Gì do chính nhạc sĩ sáng tác.
và thể hiện. Và đây cũng là một trong những ca khúc mà nữ ca sĩ Phi Nhung đã thể hiện rất là thành công và được khán giả rất là yêu mến. Em không có đồng ý cái bài này anh hát, cái kiểu anh lật ngược lại cái ván bài em không có thích. Tại vì anh là cái người phản bội người ta, mà anh đi hát là anh ngược lại, anh kêu là chắc gì em đã thương anh. Anh nói với em là anh không thương cô đó anh mới viết, mà bây giờ anh đổi ngược lại, nó phản lại cái bài hát của em, vậy giờ anh tính làm sao? Anh đang muốn ấy là chuộc lỗi với cái cô đó, cô đang xem tivi nè. Không, không có đúng. Anh là phải nói là ok, sẵn cái bài hát này anh phải xin lỗi cổ, và anh sẽ nói anh là cái người là làm cho cổ đau thì em mới đồng ý. Còn tự nhiên lật ngược cái ván bài lại, đổi chữ anh em, làm mất cái bài của em. Không. À, nhưng mà hôm nay phải nhờ, phải nói đúng là nhờ là Phi Nhung á. Nói cái này thì chắc là nếu mà cái cô mà nghe được cổ rất là vui. Em nghĩ vậy nè anh Văn, là cổ đã tha thứ cho anh từ cái ngày mà anh sáng tác cái ca khúc này rồi. Tại nếu như mà người ta không có cảm tình thì làm sao người ta sáng tác được nguyên một cái bài như thế, đúng không anh? Cho nên là nếu như mà chị đang có xem cái chương trình này thì chị có thể gửi con cò trắng đến thay cho lời cảm ơn đến anh Văn đã sáng tác nguyên cái bài, mặc dù con cò trắng là của chị ở Buôn Đốc gì đó. Dạ, không sao cả. Lấy của chị này tặng chị kia cũng được, đúng không anh? Mỗi lần mỗi chị mà có đi qua cuộc đời của anh là đều có một cái bài nhạc để sáng tác. Vậy cũng vui anh à, cũng vui, có một món quà gì đó. À, không phải, không phải. À, đính chánh luôn, đính chánh thế này. Với bà con, với lại các em và các anh ngồi kia, không có phải. Cái gì mà không đến được người ta mới viết hay. Cái này không nặng được, không đến được không à. Nhưng mà chứ không phải đến cái là cái gì mà thì mà em không hiểu, đến em được hiểu. Đó. Dạ. Đấy, nhưng mà cái gia tài đâu? Nhưng mà gia tài của anh viết tới gần 100 bài hơn. Dạ, là 100 bài không đến được đó anh. Còn cái số đến được là mình dạ, chưa biết đúng không anh? Cái số là hạnh phúc thì em không biết. Dạ, nhưng mà em biết là 100 người không đến được rồi đó. Anh Văn, hồi nãy giờ em rất là lo. Một cái nỗi lo em không thể nào tưởng tượng được. Xin lỗi mà một người mẹ phải lo cho con. Nó ngồi đó, thằng con trai của em nó ngồi nó nghe anh như vậy. Em không biết là khi mà nó đạt được với cái tuổi của nó rồi, em không biết là nó bao nhiêu cái mối tình nó dắt về, em không biết được. Em sợ nó ngưỡng mộ anh quá, nó học những cái mà của con anh trai Văn chị đó. Nó hiền khô à, chị đừng có lo cái gì đâu. Giờ đây, hỏi hiền bây giờ quá hỏi mà. Nó đi, hỏi nó là bây giờ con nghe chú Đình Văn hát, con thấy làm sao Cường? Nãy nói liền mẹ con hát bài này nha mẹ, nó liền tại đúng chỗ rồi con mà. Có em chứng kiến luôn á, lý do vì sao mà muốn hát bài này nè. Dạ, do là cái giai điệu nó hay đó. À, nó thích cái giai điệu đó chị điệu. Ơi chị yên tâm, nó vẫn còn rất là hiền lành. Chị lo xa quá rồi. Yeah. Thế còn với Chi, em nghe cái bài vừa rồi chắc gì thì em thấy sao Chi? Dạ, thật ra là bài này là hôm trước là em đã nghe của chú Đình Văn một lần rồi. Và em cảm thấy rất là thích, mặc dù là mình không có biết cái câu chuyện ở đằng sau. Nhưng mà mình nghe mình cảm thấy có một cái gì đó rất là nức nở. Nếu dù giả sử đặt chị Nhung là cái người con gái trong cái câu chuyện đó, chị có tha thứ không? Chuyện nhỏ. Cái duyên nó tới thì nó sẽ tới à, nhưng mà duyên nó không tới thì không tới, thì nhưng có mà cưỡng cầu cũng không hạnh phúc đúng không? À, yeah. Miễn cưỡng cũng không hạnh phúc, nhưng mà hình như chị cũng chưa có nằm trong cái trường hợp đó bao giờ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ quay trở lại với cái thử thách tiếp theo của chương trình, sẽ là một cái phần kết đôi rất là thú vị. Hôm nay có hai ca sĩ trẻ, đó là Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường. Lần này á, thì chúng ta sẽ xem họ sẽ kết hợp với những tiền bối của mình như thế nào, để xem vào sự hòa quyện ăn ý ra sao. Chị ơi, có bao giờ em hát với chú Đình Văn bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ, đi hát với chú cũng rất là ít, mà gặp chú cũng rất ít. Vậy là chưa lần nào luôn đúng không? Dạ. Đây là lần kết hợp đầu tiên, cũng như là lần mà em được nói chuyện và gặp chú ở ngoài đời cái thời gian nhiều nhất luôn. Dạ, thế thì bây giờ nếu như giả sử có cơ hội mà kết hợp với chú ngay bây giờ, thì em muốn hát ca khúc song ca nào với chú? Dạ, bài đó chú chọn rồi. Bài đó chú chọn, chú ơi chú chọn bài nào ạ? Hôm nay ở đây thì anh nhắc lại một người cố nhạc sĩ mà, và đặc biệt là dính tới cả Phi Nhung luôn. Tại vì Nhung hát cái bài Áo Mới Cà Mau của chú Thanh Sơn rất hay. Mà phải nói là chú Thanh Sơn là trong những người viết nhạc mà anh gọi là xuất sắc. Viết một cái bài Áo Mới Cà Mau mà chính chị Phi Nhung đã đưa cái bài đó lên đỉnh cao. Bài Việt Nam chúng ta yêu cái đẹp của Cà Mau. Và hôm nay anh xin chọn một cái bài hát nữa của nhạc sĩ Thanh Sơn, là bài Hương Tóc Mạ Non. Hương Tóc Mạ Non, wow. À, kính thưa quý vị, bây giờ sẽ đến với phần song ca của ca sĩ Đình Văn và bé Phương Mỹ Chi qua ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Thank you.
câu dân ca sao mệt mà lòng anh thiên hoa tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa người mà nó ngương bóng em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao thật. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lạnh lẽo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu đường về hai thôn cách xa thoáng thơm gió chiều nhớ mùi tóc em hương lòng chờ cuồng mơn mông dáng xưa vang theo giấc mộng chắc người đã bước sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng làm sao anh quên những ngày khi mới quen thân bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình nhiều ngăn cách sông chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng tình mình dù ngăn xong chia đâu cắt lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng thưa quý vị chúng ta vừa đến với ca khúc Hương Tóc Mạ Non với phần thể hiện của ca nhạc sĩ Đình Văn và nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. À, khi mà hát chung với chú Văn ca khúc này thì không biết Chi cảm thấy thế nào em? Dạ thì ca khúc này em cũng đã thích từ rất là lâu rồi. Và khi mà được lời mời của chương trình, chú Văn đã nói là hai chú cháu mình hát bài này đi, thì em đồng ý liền luôn. Tại vì là em rất là thích ca khúc này. Cũng như là khi mà tập hát á, thì chú đã chỉ dạy em rất là nhiều. Và cũng như hôm nay được ngồi ở đây được nghe cô Nhung cũng như là chú Văn chỉ dạy rất là nhiều thứ, thì em nghĩ là em cũng như là Cường học hỏi được rất là nhiều. Còn Cường thì đã từng song ca với Chi rồi đúng không? Bây giờ nhìn Chi đứng trên sân khấu song ca với chú Đình Văn thì em cảm thấy như thế nào? Và có ý định là sau này có dịp thì mình sẽ song ca với Chi bài này không? Dạ em thì em cũng
rất là thích cái bài hát này và cũng mong là có dịp để song ca với lại Chi. Chi đồng ý không? Dạ mẹ Nhung cho. Trời dĩ nhiên rồi, nghĩ sao vậy? Mẹ còn ủng hộ thêm nữa chứ đừng có nói. Mẹ còn tìm bài hay hơn cho hai đứa nữa kìa. Thưa quý vị, để đáp lễ lại cặp đôi song ca của ca sĩ Đình Văn và Phương Mỹ Chi thì bữa nay cũng có một cặp đôi song ca thứ dữ, cặp đôi mẹ con ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Nhưng mà bài hát lần này là không phải là mẹ con mà là chị em. Và bây giờ hai chị em Phi Nhung và Hồ Văn Cường hôm nay sẽ đem đến sân khấu của Ký Ức Ngọt Ngào ca khúc Bỏ Quê, một sáng tác của Sơn Hạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, thưa quý vị, một phần kết hợp rất là tuyệt vời và tràn đầy cảm xúc. Một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Ngày hôm nay khi mà chúng tôi có mặt ở đây thì những cái câu chuyện, những cái sự kết nối của các nghệ sĩ đã thực sự mang đến nhiều cái cảm xúc khác nhau. Có lẽ trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì Nguyên Khang cũng muốn lắng nghe những cái cảm xúc của tất cả những nghệ sĩ có mặt trong đêm nay. Đầu tiên là chị Phi Nhung, khi mà tham gia chương trình Ký Ức Ngọt Ngào thì cái điều gì đã động lại đối với chị ạ? Ngồi nguyên một nhóm vô mình nói chuyện á, thấy nó có cái sự cảm tình, nó có gần gũi, mình tâm sự mình không có bị căng thẳng. Yeah. Và nó rất là thích, với lại được anh Văn nói chung là kể những cái chuyện xưa của ảnh mà mình học hỏi về ảnh cũng nhiều, và cũng mừng là được có hai đứa cháu, một đứa con một đứa cháu, thì hai em còn nhỏ mà nó có cái cơ hội để nó nghe những cái người giống như chị hay là anh Văn nói chuyện, các cháu học hỏi thêm, nó là một cái điều mà chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Còn với ca nhạc sĩ Đình Văn, anh cảm nhận gì sau chương trình hôm nay? Trước giờ chia tay với chương trình Ký Ức Ngọt Ngào thì Đình Văn xin được nói một vài lời. Tôi xin cảm ơn hai em Nguyên Khang, Hà Thu, em gái tôi Phi Nhung và hai cháu Cường và Chi đã cùng tham gia với chú Văn. Và tôi muốn cảm ơn đến Đài Vĩnh Long đã cho một cái dịp cầu để khán giả hiểu thêm về tâm tư của người nhạc sĩ, rồi những câu chuyện vui trong những cái bài hát mà không có bao giờ mà khán giả được biết. Và hôm nay chính nhờ cuộc hội ngộ này mà khán giả được biết thêm những cái tâm hồn, những cái điều đặc biệt vui trong những cái bài hát cũng như trong cái cuộc đời sáng tác. Và để Văn nghĩ rằng khi màn hình khép lại thì quý vị khán giả và các bạn cũng như các em ngồi đây đều cảm thấy rằng thật đáng yêu chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Và hôm nay Hà Thu rất vui được đến với Ký Ức Ngọt Ngào để lắng nghe những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Đình Văn, chị Phi Nhung cũng như Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi. Những bài hát đã đi vào lòng quý vị khán giả cũng như lắng nghe các nghệ sĩ chia sẻ về những kỷ niệm gắn liền với bài hát cũng như những cảm xúc khi thể hiện các bài hát đó. Và cảm ơn chương trình đã cho Hà Thu có cơ hội được đứng đây để lắng nghe tất cả mọi người. Thưa quý vị, có ai đó vẫn nói với tôi rằng ký ức như một dòng sông. Khi mà chúng ta bước xuống dòng sông thì sẽ cảm nhận được dòng nước trôi qua chúng ta như thế nào. Và ắt hẳn một điều rằng dù rằng thời gian có trôi qua thì những gì đã thuộc về ký ức sẽ luôn đọng mãi trong trí nhớ của mỗi một người, như cách mà chúng ta cảm nhận được cái mát của dòng sông khi mà chảy trong con người của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ký Ức Ngọt Ngào, và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được sự yêu thương của quý vị để chúng ta có nhiều cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những ca sĩ thần tượng cũng như những ca sĩ ở thế hệ tiếp theo. Và để thay lời cảm ơn cho những nghệ sĩ có mặt trong đêm nay, chúng tôi xin phép được gửi những kỷ niệm chương đến hai ca sĩ có mặt trong đêm nay. Xin phép được gửi đến hai nghệ sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã có mặt với chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình Ký Ức Ngọt Ngào do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Pictures thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát sóng lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với M&T Pictures thực hiện. Mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
về quá khứ chợt lên nét suy tư, bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai. Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết xót xa nhiều cũng thế, nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời thì bây giờ mời chị Phi Dung sẽ là người cất lên lời nhận xét đầu tiên để xem là khán giả đang chờ đợi chị nhìn nhận gì về sự tiến bộ này của Thiên Ngân. Mời chị. Thật sự ra là chị thấy em tiến bộ đó. Chị thấy em tiến bộ mà chị muốn hỏi em là ai tập cho em bài này vậy? Dạ
À, dạ thưa chị, dạ là ngoại giao linh tập. Chào trời ơi, tới ngoại giao. Trời, tới ngoại giao linh luôn á hả? Tại sao chị em không kêu chị tập mà em kêu tới một ngoại giao linh vậy? Trong lúc mà ngoại giao linh tập cho em á, thì ngoại giao linh có nói là em hát giống chị lúc nhỏ. Cũng có một chút xíu. Nhưng mà không, nhưng mà hồi nhỏ thì so ra với cái tuổi của em với chị thì như là em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Với lại em hát em còn sai lỗi chính tả quá. Cái gì nhớ, nhớ thương chứ nhớ, nhớ, nhớ là gì? Cái tuổi của con còn nhỏ như vậy mà con hát như vậy thì nói chung là để công bằng thì là nghe rất là dễ chịu. Cảm ơn má Vô Linh đã dạy cho con. Con biết yêu nghề, con đi tìm bậc tiền bối để mà con học hỏi như vậy là mẹ thật sự một cách rất là ngạc nhiên. Khi mà em tập với là ngoại giao linh thì ngoại cũng không có nhiều đòi hỏi về giọng hát của em. Tại vì ngoại muốn là em hát thật là thoải mái với cái cách hát của em. Ngoại rất là tận tình giúp đỡ cho em. Dù là ngoại có bận hay ngoại cũng cố gắng sắp xếp để chỉ dạy cho em. Và con diễn thì cũng đừng có đưa cái mặt buồn quá. Không phải là buồn hết, đem hết cái nỗi buồn của mình lên trên sân khấu. Mà mình buồn từ trong tâm, trong tim của mình. Con lên mà con diễn, con buồn cái kiểu đó được. Người ta coi, người ta mệt lắm. Rồi, bây giờ mời chú Vinh nhận xét cho cháu Thiên Ngân nè. Cái việc quan trọng nhất của Thiên Ngân là phải luyện cái giọng mình cho nó khỏe hơn. Tại vì sao? Với cái tuổi của con thì con đang cái tuổi lớn. Để muốn xuống một cái câu hay lên cao thì phải có một cái làn hơi. Giọng của con vẫn là sương khói thôi, nó nhiều lúc nó hơi mỏng manh thì nó dễ thương mà nó rất hợp với bolero. Nhưng mà để mà đi xa giống như mẹ để là cần một cái lực rất là lớn. Chú nghĩ là con có một cái hay mà chú thấy như vậy nè. Con có một cái cảm rất là tốt. Con đi vô cái ghế, con đụng vô cái ghế, con cầm quyển sách, con đưa cái tay, đều có cảm nhận. Cái đó rất là quan trọng một người nghệ sĩ. Ngoài cái giọng hát là đương nhiên rồi, thì cái cảm nhận đó rất là quan trọng. Con chỉ tiết chế lại một chút xíu ở khuôn mặt như mẹ nói thôi. Còn tất cả những cái mà con diễn á, chú lại thấy thích. Tại vì cái nét của con, cái nét hiền, chú thấy là con phải về luyện tiếp cái lực. Cái đó là việc đầu tiên. Với cái giọng hát này mà đã có lực vô rồi thì con sẽ biết được phân bố chỗ nào muốn cái gì là trong tầm tay của con. Nhưng cái đó phải có thời gian. Vẫn phải hỏi con là con thích màu gì. Dạ con thích màu hồng. Cái màu hồng là quá đúng với con đúng không? Cái màu hồng là nói về những cái gì mộng mơ bay bổng tuổi thần tiên á. Bài hát tên là Trả Lại Thời Gian. Thì chúng ta phải nhớ ở trong đó có những câu rất là hay. Thời gian có ngừng đây bao giờ. Nên chú muốn nhắn nhở với con đang có rất là nhiều điều kiện. Thì con nhớ là thời gian sẽ không ngừng lại. Nên mình phải trân quý cái thời gian mình đang có. Nếu được thêm một cái màu cho con, chính là màu thời gian. Con cần thêm trải nghiệm. Đối với em, những lời nhận xét của ban giám khảo thì đó vừa là những lời khích lệ và cũng là một phần nào đó áp lực để cho em có thể làm tốt hơn, chỉnh sửa được cái giọng hát của em lại. Hồi đó bà còn chút xíu à, cái đi thi bolero, thi cùng đàn anh đàn chị, xong rồi cho bà rớt, cái bà khóc. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận, khi cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Không chịu xuống. Con đi xuống đi, không chịu xuống. Cái lúc đó là màu hồng nó còn đậm đó. Không chịu xuống, không, con muốn đậu. Mẹ em lên, ok rồi, nhận làm con rồi. Mới chỉ dẫn từ từ cho con nha. Chứ con không có cạnh tranh được các chú, các anh đâu nha. Con chưa có yêu, sao con hát bolero được. Lúc đó mới chịu đó, không có đứng im trên sân khấu luôn. So với cái tuổi 16 mà con hát được như vậy thì đối với chú là một cái sự chín chắn trong cái giọng hát rất là tốt so với cái lứa tuổi con 16 bây giờ. Hôm nay thì con hát tiến bộ hơn cái tập trước. Tuy nhiên cái bài Trải Dài Thời Gian này thì theo chú nghĩ là con hát lên nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có bị quá buồn. Con hát bị buồn quá nó bị lê thê, cô chú cần con ca thánh thoát chút xíu. Xin trả lại, như đừng có xin trả lại thì chứ nó bị nặng nề mà nguyên một bài nữa thì chết. Với lại cái chữ gian hàng như con luyến mấy chữ mà như cái gì thấy lòng buồn vu vơ, thật lòng buồn vu vơ, đừng có vu vơ con luyến gì, cái chữ đó nó bị nặng lắm. Với lại cái đoạn cuối á, ôm kỷ niệm chẳng, chứ muốn con ca nhẹ nhàng chứ, ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thở than, một tấm khúc cho người thương.
cho tiếng đàn đó. Thành thử chú cần con hát thánh thoát nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng đi buồn. Nhưng mà bữa nay thì con ca rất là chuẩn, giọng này thì con tốt rất là nhiều hơn những giọng rồi. Trước khi mà trò chuyện với Thiên Ngân thì cho em đứng lên, em xin được thay mặt khán giả xem đài cũng như là chính bản thân em là một người mà ngồi cái vị trí này thì em xin rất là cảm ơn chương trình. Khi mà mỗi cái bài hát mình có một cái đoạn clip ngắn ở phía trước để nói lên được cái hoàn cảnh ra đời của cái bài hát đó. Và hồi nãy chị Phi Nhung hỏi là Ngân ơi con yêu chưa dậy mà sao con có thể hát được như vậy, thì em nghĩ rằng là một phần là nhờ cái clip mình bạn tìm hiểu được ở phía trước đó và được ngoại giao linh truyền đạt được những cái kinh nghiệm trước của ngoại, thì ngày hôm nay Thiên Ngân với chị em đã làm tốt hơn vòng trước rất là nhiều, và nhất là ở những cái nốt cao. Cảm ơn rất nhiều ban giám khảo. Thưa quý vị, không có sự nỗ lực nào là hoang phí cả, và niềm đam mê tin chắc rằng phải được chui rèn rất nhiều nữa. Và đó chính là phần dự thi của Thiên Ngân ngày hôm nay. Tránh nha con, Hoàng, Hoàng trả thương nha con. Mà, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị ngó xuống mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con, đừng bỏ con, đừng bỏ con. Nhớ như
quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho Thiên Ngân thưa quý vị. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay cái tiết mục này con hát rất là tuyệt vời. Cái xúc cảm của con từ đầu bài hát cho tới cuối bài hát, xúc cảm con rất là dạt dào. Chú rất là xúc động. Đây là bài hát mà con thể hiện tình cảm hay nhất từ trong cuộc thi. Con chiếm được cảm tình của chú là ở cái chỗ cảm xúc của con, nguyên một bài hát. Chứ thật ra cái hát của mình đó, cao thì gắt quá mà xuống thấp lại không nghe lời. Con phải để ý cái này. Con về con tập lại cái xuống thấp của con và cái cầm cái micro của con đó. Con phải có kinh nghiệm, khi nào thấp con để sát vô chút xíu, khi nào con hát cái giọng lên cao á thì cao lắm nhưng mà nó hơi chua chứ nó không ngọt. Thành ra cố gắng về tập lại. Cô mong là nếu mà có dịp gặp lại con sẽ hay hơn và xuất sắc hơn. Cảm ơn em. Cô rất mong là con chú ý, bởi vì bản thân giọng ca của con là rất quý. Và như anh Thái Châu nói đó, cảm xúc mà con đưa đến cho người xem hôm nay thì rất tuyệt vời. Và mong rằng cái việc này nó cũng sẽ đi đôi với lại cách xử lý về kỹ thuật của cái giọng hát của con. Cảm ơn con. Thiên Ngân có lợi thế là em có cái giọng mũi rất là trong. Cái giọng mũi này là những người mà hát dân ca và nhạc trữ tình đó, rất là cần. Bởi vì có thể lên cao mà nó bỏ nhỏ rất hay. Cái tiết mục thì dàn dựng rất là dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của em. Nhưng có cái điều thì những cuối câu đó, như là những cái chữ phương xa đó thì em tống mạnh quá. Nếu mình lên cao không được thì mình phải có dùng thế. Không dùng sức được thì mình phải dùng thế. Là chữ phương xa phải luyến đi và nhẹ lên. Chứ không đẩy mạnh quá. Đẩy mạnh quá thì nó sẽ bị phô và bị lạc. Như là phương xa đó, luyến một cái thì nó nhẹ đi. Thật ra cái bài này rất là ngặt. Cao thì cao quá, mà thấp thì lại quá thấp. Rất là khó thể hiện với một đứa bé như em. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy như vậy đối với em thì cũng là đã quá tốt rồi. Tôi cũng chúc mừng em. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Thiên Ngân. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5 điểm. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 9 điểm. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo trường quay dành cho Thiên Ngân. Xin mời. Số điểm giám khảo khán giả dành cho Thiên Ngân là 9,2 điểm. Xin chúc mừng em. Hôm nay nghe cái bài hát Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi mà em thể hiện quả thật rất là xúc cảm. Và chính cái niềm cảm xúc rất là thật từ đáy lòng của em hiện trên gương mặt, hiện trên cái ánh mắt. Và dường như là tập trung hết những tình cảm của mình vào từng cái lời ca với bài hát này. Thì em nghĩ gì mà có thể là lột tả và hát cảm xúc đến như vậy? Dạ thì ca khúc này thì mẹ Nhung em đã trình bày rất là thành công. Và đó cũng là cái gì thật nhất của mẹ, đó là hoàn cảnh của mẹ, cho nên là em muốn thể hiện lại và để bày tỏ lòng biết ơn, lòng yêu quý mẹ. Rất là đáng yêu. Xin quý vị hãy cùng thương yêu Thiên Ngân nhắn tin bình chọn cho bé Thiên Ngân với mã số bình chọn của em là 06. Nói cho anh đi. Dạ. Mấy đứa nhỏ, mày coi nghỉ ngơi uống nước miếng nè. Dạ. Làm hoài vậy bay? Bộ trâu bò sao làm không biết mệt bay? Mọi người ơi, mọi người ơi. Ông Năm, ông Năm, ông Năm, Năm, ông chết rồi hả? Không phải. Ông Năm nói là Út Thắm sắp về rồi. Trời ơi. Trời ơi, Út Thắm nó đi Sài Gòn nó làm thì nó về thăm ba má nó, bay làm gì bay la rần rần như nhà bay cháy vậy hả? Mà tao thấy nó lên nó chắc nó cũng làm ở đợ bây ơi, chẳng làm được gì đâu. Bậy nè.
Con nghe bác Năm nói hả? Cô Thắm ở trên Sài Gòn á là phụ bếp của một nhà hàng lớn lắm luôn á. Biết cái đầu mày, phụ bếp. Trời ơi, chắc lên đó cũng không có làm được cái gì đâu. Không thấy cả năm nay nó có cái về cái làng này đâu hả? Nó về hay không không quan trọng, còn cái thằng kia, mày lại đây tao biểu. Mày làm cái gì mà nó về mày rần rần vậy hả? Hả? Mày đừng nói tao là mày khoái con Thắm nha. Không có nha. Tại con thấy á, lâu rồi cổ không có về, bây giờ cổ cũng về con mừng thôi chứ bộ. Thôi, nói vậy tôi cũng kêu tôi lên đây cho mất thì giờ. Lo mà gạt tiếp đi chứ không kịp bây giờ. Kia, đi đi. Thêm quá kìa. Xem ai mà điểm quá trời luôn. Ai vậy bay? Này ra đây mà xem con gái em mà xinh quá. Không có bé nào từ phương xa. Tôi nhớ hồi xưa còn Thắm, nó nhỏ chút xíu thôi mà. Giờ đã lớn tôi ngập dáng ngang những chân mấy trai làng ta. Anh nào anh ấy cũng khoái và cũng mê. Anh nào anh ấy cũng muốn được Thắm về. Anh nào anh ấy xin lỗi anh chịu không nổi. Để rồi đêm về nằm mơ được cô Thắm trở về. Cô Thắm bây giờ da trắng nõn nà. Cô Thắm bây giờ nhung gấm lũ là. Cô Thắm bây giờ ngoài tờ chim bao lá. Và cô Thắm bây giờ ta áo dài như ca. Ô thì ai như cô Thắm mời về sáng người xinh sao xinh quá trong ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào tung tăng nháy tuyền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da thắm thương đa tình, mày công môi thắm nhung gấm quanh mình, tay dù xoay chân dây tay nhìn cô ta. Con nói là Út Thắm về rồi mà không ai tin nữa đó. Trời ơi, nhưng mà sao bây giờ nó khác quá vậy? Tao thấy coi bộ nó chảnh chẹ à. Trời, nó đi chiếc xe đã quá bay, chắc chịu 89 đứa nhìn thấy cưng quá. Hả? Thắm đen như cục than, mà bây giờ Thắm trắng như hột gà. Mày thôi đi Tửng ơi, mày cũng dẹp cái mộng đi. Con Thắm nó không có để ý tới mày đâu. Để ý cái gì? Bây giờ không chừng tên thằng Tửng mà con Thắm nó còn không nhớ nữa, đừng nói để ý. Anh Tửng ơi. Anh Tửng ơi, anh Tửng. Con nhớ tên tôi hả? Sao không nhớ? Út Thắm. Anh là anh Tửng nè. Mày có bộ xài không được rồi à. Bay về ha, cầm cái dù đi ngang, mặt người lớn cái giọng chảnh chẹ à. Chắc bay cũng đâu nhớ tên tao là ai hả? Đâu có, con nhớ mà. Tao tên gì? Bác là Bác Tưng nè. Cô này là cô Tấn nè. Còn anh này là anh Tưng nè. Còn anh đây là anh Tưng nè. Còn cô là cô Tưởng nè. Ở kia là cô Tuột nè. Con nhớ nó luôn á. Con nhớ anh tên tụi mình luôn. Dạ. Ê, mà bay đi đâu xuống đây vậy? Dạ, con đi với phái đoàn phim về quay quảng cáo. Bay làm gì mà bay được quay phim? Tới đây con nói nghe nè, bí mật nha. Con lên trên Sài Gòn á, cái con đi thi, con làm đầu bếp. Con được nữ hoàng đầu bếp luôn, con thắng giải chứ bộ. Trời ơi, ôi, giỏi dữ vậy hả? Trời đất ơi, mọi người ơi, vậy là từ nay làng mình á sẽ có nữ hoàng đầu bếp rồi. Bay giỏi quá. Trai làng ta mới ngày nào tung tăng nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô Thắm xinh.
như nàng tiên. Mặt hoa xa vẫn theo mắt đã tình, mày công môi thấm gấm quanh mình, tay dù xoay nè chân dây tay, nhìn cô ta thước như liễu buông mảnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ê kì anh như cô thắm, trong dáng hoa gấm hoa trang đài, thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em chân đất thổ đi chợ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thua theo thời, bao người thương bao chàng mê. Làng trên xóm dưới đôi nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Ai mới đi ngang qua đây sao mà xinh ghê ta, mấy ông biết là ai không ơi sao mà xinh ghê mà. Hình như là người mẫu, hình như là hot girl, tầm bậy tầm bạ chính là cô thắm đó mà. Thắm ơi thắm à, có phải em không đó? Anh yêu mái tóc em dài, tóc em bay trong gió. Ở nhà quê suốt năm, anh ở nhà quê suốt năm, nên khi cô thắm về làng anh tưởng là cô tiên đó. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thua theo thời, bao người thương bao chàng mê. Làng trên xóm dưới đôi nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Đón em nhưng nào thấy
sầu dâng lên tim biết bao giờ cho buông ra đi, quay hình không có đẹp. Kệ lắm, lỡ ôm rồi. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi. Nói ra e ngại, thỏa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy chiều tìm ơi đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiến đưa thấy ai tìm về bờ dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi bờ dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi vòng tay đón Phi Nhung nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em cảm ơn ban giám khảo ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bán làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Đến ngay ngô
sắn khoai, rượu cần ngon vui uống say, vui lễ hội dừng thi hôm nay. Bước nhịp múa cười đùa vui gái trai, bên ánh lửa rừng thơm non cao, nàng đã mang tên loài chín núi rừng, giọng hát êm như lời ru suối trong, em trắng trong như giọt sương lung linh nắng ngoài, đời núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương mốc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha, trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên môn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên môn hoa. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Của
tha thiết ngoại tôi đang thắm đó môi trâu. Ngoài vẫn ngồi gói bánh ngoài hiên như những năm nào, ba chỉ cách chùi bộ lư đồng cho anh rể, còn má dại nêm nếm thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu đó. Còn thằng Út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, má hắn ý nghĩa vừa đủ xài cho sung túc. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ trước ông bà. Sao ấm nồng tình xuân, em ấm nồng tình xuân. Xa ngân gian chuông chuồng chờ mong giây phút thiêng liêng, trời đất đang vào mùa, người chắp tay nguyện cầu cho xóm làng bình yên, lo ấm trọn mùa sau. Mùng một cả nhà trong tà áo mới, chúc thọ ông bà mừng là con với mẹ Nhung bè cho cô. Hey! Mong cô chú và anh chị cùng lắng nghe. Kìa ngà mây đỡ quê sắc vàng trong nắng xuân, chim về đây hót liên lạc vui rộn ràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngân xin chúc cho bà con cô bác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và lúc nào cũng trẻ mãi không già. Solo cùng bolero là vì em rất là thích dòng nhạc bolero. Nó gắn liền với lại tuổi thơ của em, là vì lúc ba em còn sống, ba em hay hát cho em nghe những ca khúc bolero cho em nghe, và nó thấm sâu vào trong người của em lúc nào không hay. Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Bản thân em rất là thích tự lập, vì tự lập em có thể tự lo cho mình được, mẹ không phải vất vả đi bán vé số để lo cho em. Mưa trên cuộc tình, mưa ướt cả những cuộc mưu sinh. Và trong những cuộc mưu sinh ấy thì ta bắt gặp họ, cô gái nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Cô gái đã phải tạm gác lại việc học của mình để mong phụ giúp mẹ vẫn còn đang bán vé số, là Mạnh Nguyên. Chàng trai kẹo kéo, anh vẫn rong ruổi trên những ngã đường với chiếc loa của mình. Có thể trong cuộc sống họ là những người lặng lẽ, nhưng trên chính sân khấu này họ sẽ hát lên bằng tất cả tình yêu của mình với bolero. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức.
đời thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai. Biết người xưa có còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài. Đêm đêm tìm đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi đừng rơi, mưa cho tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta diều nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai. Biết người xưa có còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài. Đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng rơi, mưa cho tiếng nhạt buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Từng năm thương
Mạnh Nguyên, hôm nay nhìn em rất là đẹp. Đó là về mặt ngoại hình. Còn bây giờ thì cái giọng hát của em thì chắc em bị rung hay là như thế nào em nhỉ? Dạ, con sốt mấy bữa nay với lại con. À, hèn chi chị thấy là nó có cái phần khác hơn cái tập vừa rồi. Nhưng mà ở đây chị Nhung cần em chú tâm và khắc phục nhiều hơn nữa là những cái nốt thấp của em. Em phải coi chừng, tại vì xuống cái nốt thấp em bị nó không có rõ và nó bị đứt hơi. Với ở đây Nhung cần em là cái độ ngân của em nhiều hơn nữa. Còn lên cao thì là em lên rất là đẹp, rất là rõ chữ. Còn Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã rung rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Phương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lúc mà Mạnh Nguyên bước ra, ủa cái thí sinh này lần trước có thi không nhỉ? Sao hôm nay chứ tự nhiên đâu ra cậu đẹp trai như này? Khác lạ nhỉ? Rất là khác lạ. Phong cách thì em đã tiến bộ rất là nhiều rồi, ngoại hình mọi thứ. Nhưng mà em nên nhớ là em vẫn cho khán giả thấy một cái gì đó là em vẫn còn sự nhút nhát. Em bị lộ nhất cái sự ngắn hơi của em ở trong cái câu cuối cùng. Thay vì em cố gắng em ngân thêm một tí nữa, mặc cách là trước đấy em lấy hơi đi. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong thời gian Nguyên đi Nguyên thi solo cùng Bolero năm 2017 thì công việc của Nguyên cũng vẫn đi hát bình thường như mọi ngày. Mưu sinh mà, mình phải đi làm. Rồi cách một ngày, cách hai ngày thi thì mình có thể nghỉ hai ngày để mình dưỡng giọng thi nó tốt hơn. Nhung thì vẫn là một cô bé hát Bolero ngọt ngào rất là hay. Em có một cái nhược điểm đấy là em cái mở khẩu hình của em là em phải tập nhiều vào. Tại vì nếu không thì cái cách em hát em sẽ bị dính chữ và không nghe được từ. Em sẽ khắc phục cái khuyết điểm của mình và sẽ cố gắng tự tin hát hay và làm thật tốt ca khúc của mình, nếu được vào vòng trong. Trăng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lỡ đáng, mặt thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian. Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi, về đâu ngang qua hãy dừng lại để tôi nhắn vài câu. Kìa chim ăn đêm kêu xao xát, lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác, nhìn mây bay tan tác vì đâu. Đàn ai buông ta bên trắng sáng, hòa theo ca thêm nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang. Ơi,
ngập ngừng trong anh và ta. Nhìn theo xa xa ai buông lái mà đi, đi sao không dừng lại để người chờ như hoa héo màu.
hồn lạnh áo the mới, tay em cầm chiếc nón quái thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Đò đi qua bên dục, mọi người ngắm nhìn em, thèm thùng em không nói, em bây giờ mới tuổi 15. Em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Đường đi qua động vọng, mọi người khách cùng qua, thèm thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Con người có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có đồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa, nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn vây quanh liếm dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình hồng trò đẹp như mơ. Ôi khói lam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mê. Trọn lời thề lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mà non, câu ca dao trên lúa muôn ngàn năm hơn vẫn còn. Dùn đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta không chỉ đến đây để tìm ra quán quân, mà chúng ta còn thăng hoa cùng với âm nhạc để ngợi ca quê hương. Câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn, còn ruộng đồng, còn quê hương, còn giọng hò, còn yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta còn tình yêu thương và chúng ta cùng sống dưới một mái nhà để vang lên khúc ca ngày mùa. Xuân thắm tươi hương nồng say, ai xuôi ngược
rộng trên khắp nẻo quê hương. Nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thân cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau, đôi uyên ương sánh và nhịp nhàng thấm xình. Dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Trước thềm gần xa điệu nhạc xuân đến như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhắm chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng rực say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thân cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau, đôi uyên ương sánh và nhịp nhàng thấm xình. Dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Trong nắng trên phố đông vui, xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về, chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc xuân lời chúc xuân, xin một năm mang khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm, thoáng hương trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau, xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xung xuê, mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới năm em,
trong màu tới tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương, ong bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Kỳ đường quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc xuân, lời chúc xuân, xin một năm an khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm, thoáng hương trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng, này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sung xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đồng. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sung xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà. Con chi vậy? Trời ơi, có mày đây ông già tía mày đâu? Trời ơi, tao ra đây tao kiếm ông tao măng vốn chứ chi. Tía con ra sống trên rồi. Sống trên hả? Măng vốn mày cũng được. Trời ơi, vụ gì nữa măng vốn con? Con vợ mày, trời ơi, hết sức nối rồi con ơi. Sáng nay ông già tía mày sai nó qua bên bển mượn tao cái bao về đựng lúa đúng không? Dạ đúng. Qua bên nhà, tao nói là bây giờ ra sau bếp đi, có một đống bao đó, lựa một cái đem về cho ông già tía mày. Nở lòng nào, trời đất ơi, tao đang tao lo ba cái cây mai ở trước nhà. Nó sân xà, sân xác, nó vô, nó quất nguyên cái bao mà lúa giống của tao đó. Nó trút vô cái đống trấu, rồi nó xách cái bao về. Rồi bây giờ, lúa giống của tao với trấu nó trộn lẫn tùm lum hết trơn. Trời ơi, chết cha tao rồi, mày thấy chưa? Chúc mừng chú Tư. Trời ơi, vợ con nó tệ vậy á, hình như sớm xác nó quen rồi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mà mày còn chúc mừng tao được nữa hả Đậu? Trời ơi, tao lại vợ chồng mày luôn Đậu ơi. Đen ơi, chết rồi Đen ơi. Đen ơi. Bé hai con nói chuyện Đen chết rồi hả? Chết con Đen rồi. Con Đen chết rồi, con chết rồi hả? Vợ tôi sao? Vợ tôi sao bị chết vậy? Nó bị gì? Tầm bảy. Ủa vậy? Con Đen nó chết hồi nào? Ủa chị mới nói Đen chết. Sao con mới nói hả? Con nói chết, đây là con chết. Mày sống nhăn răng gì chết vậy mày? Giỡn hoài. Sắp chết rồi. Mà vụ gì sắp chết? Cái vụ gì? Con mộng tìm mà được con Đen á là con bị chồng con quánh chết. Gì kỳ vậy? Bây giờ con Đen nó đâu rồi? Anh Đậu? Đi chưa về. Trời ơi chết rồi. Mà cái vụ gì mới được, nói cho nghe coi. Anh Đậu à? Anh nghĩ coi tôi có cái gì lạ không anh Đậu? Ê sao bộ đồ này giống đồ của con Đen vợ tôi vậy? Thì đó, trời ơi anh nghĩ coi, chú nghĩ coi. Sớm ơi, tụi con mận ngoài ruộng á. Cây sông nắng nóng quá, mấy chị em mới rủ nhau xuống dưới ao tắm. Bà lột đồ ra bà tắm, xong xuôi rồi bà nhảy lên bờ. Sớm sơ sớm sáng làm sao đồ bà mặc, bà túm bộ đồ của con bà mặc vậy á. Thôi chồng con về mà chú biết tính chồng con rồi, nó ghen bà hú luôn chú ơi. Nó thấy con sớm đi mặc một bộ, chiều về mặc một bộ, còn chỗ rách chỗ giá vậy nữa. Nó quýnh má con nhận con ra luôn, chết con rồi. Chị ba, chị bình tĩnh lại, chị đừng buồn. Không phải chị vô chị lột đồ ra, chị trả gì vợ tôi rồi chị về đi. Tôi nói lột đồ trả đi rồi tôi kiếm bộ đồ khác đem về. Bây giờ tôi mà không tìm gan Đen trước khi chồng tôi về là tôi chết. Ê, chết cha mày rồi. Chết cha mày rồi. Cha con sao chết nữa? Chết cha mày là chắc rồi. Hồi nãy tao còn cái vụ này nữa. Nó ghé ngang qua ông già tía mày kêu nó đi mua rượu đúng chưa? Nó qua quán
bà tư ú rồi mua cái rượu. Mua rượu à. Bà tư ú chưa kịp lấy chai rượu người ta gây lộn ở ngoài, cái nó sưng xà sưng sắc nó nhào ra nó coi sẵn tay nó quơ mẹ nó cái chai nước tương rồi giờ nó đem về đây nè. Ông già tía mày đâu, trời đất ơi, kêu ông coi là coi ông có uống không, lỡ mà ông uống cái này là đi xúc ruột chết cha luôn á con ơi. Con đi ra đầu trung tâm rồi bây giờ đi kiếm nó đi tìm bà đen đi đi tìm nó cho chắc ăn cái coi đi, trời ơi trời ơi tôi sợ vợ mày quá hệ quá trời quá đất trời này đi Đen ơi Đen, mày đâu rồi mày trả tao bộ đồ đi Đen. Đen ơi, con làm ơn trả cái bao lại cho chú con ơi. Mấy người đừng nghĩ tôi hiền là mấy người muốn nói gì nói nha. Đồ của bà tôi bận chi? Tôi định một tấm ao xong rồi tôi mặc đồ cái của tôi mà rồi cái chết cha rồi. Chết cha rồi không lẽ tôi mặc lộn hay sao trời? Chị ơi, chút của tôi sắm xong rồi tôi đem tôi trả cho chị nha. Trời ơi, sao mình mặn lộn đồ của người ta vậy ta? Mình đi vô tắm trả đồ cho người ta chứ. Để đây đi. Đen à! Đen! Mày đâu rồi Đen? Đố tí con đang ở đâu? Mày... Trời ơi! Mày trong giờ tắm sẽ đâu mày hỏi tao? Trời ơi, tí chân gian nha! Con tắm mà tí rình nha! Cái gì? Cái gì? Cái rình đâu? Đâu? Tí không rình sao con biết chứ, tí biết con trong nhà tắm. Thì bà ơi bà nói chuyện ở trong nhà tắm thì bà trong nhà tắm chứ tao rình đâu nào mày? Tao phải cho bà cái trộm sống người ta kia tao cười chết à. Chết cha rồi tí ơi. Lẹ rồi, ra tao biểu ơi. Con quên lấy cái khăn rồi, là tí lấy giùm tôi ơi. Lần nào tắm cũng quên cái khăn hết trơn cái trời á. Mày mốt mà tắm á, tao không lấy khăn. Mày sai tao hoài à. Rồi mày mốt mà tao không có nhà rồi sao? Nhờ có chút xíu không cần nha. Không có tí trong nhà thì con tôi nhờ thằng Đậu. Không có thằng Đậu nhà sao? Thì không có thằng Đậu nhà tôi đứng luôn trong nhà tắm. Tôi không có nấu cơm mà coi thử đứa nào đói cho biết à. Trời ơi, đói tao đứa nào rồi luôn hả? Cái khăn nè. Đậu đâu có thấy đâu. Đi nè bà, thấy chưa? Đưa cao lên đi. Trời ơi, khổ tao hết sức nói. Đó. Trời ơi, có cái khăn xong mà cũng cằn nhằn nữa, nhỏ mọn gì đâu. Tao nhắm mắt lại sao đây? Để ra biểu ơi. Bực gì đâu. Tôi nó nói bởi vậy. Cái khăn không mà cằn nhằn chứ tôi tắm không có bình yên gì hết. Nước không bà ơi. Đâu biết đâu. Đậu đâu rồi? Con đâu biết. Sao không biết? Chồng mày mày không biết. Hình như nó nhậu về quán rồi kìa. Sao tao thấy cả tháng nay nó nhậu hoài mày không khuyên bảo nó gì hết vậy? Tí nói làm sao vậy? Nó đi nhậu thì để nó đi nhậu chứ sao con khuyên được. Mày nói vậy nghe sao được Đen? Vợ chồng mà phải dạy nhau chứ. Trời ơi Tía ơi, nó là con của Tía chứ đâu phải nó là con của con đâu. Tía biểu con dạy làm sao con dạy được á Tía. Mày nói vậy không là trộm sớm nghe tao cười chết. Rồi mày có thấy nó nhậu rồi mày không sao mày không kêu nó về? Con có ghé vô con kêu nó về mà nó không về. À, sao nó không về? Thì nó nói nó mắc nhậu nó không về chứ làm sao. Rồi vậy là mày về hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Con vô con làm hết một ly con chào bạn rồi con có gì á? Trời đất ơi trời. Con nhỏ này làm tôi tức chết luôn kìa. Thằng Đậu á, nó là con của Tía. Chứ đâu phải con của con đâu mà Tía biểu con dạy. Chừng nào á, nó là con của con đi. Tía nói một tiếng con dạy nó liền. Trời ơi trời. Tôi nói hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi. Mày nói vậy không sợ trộm xóm ta cười thúi đầu hay sao? Người ta cười Tía thì có. Tía nói bậy rồi. Con á, là vợ của thằng Đậu thì là dâu của Tía. Đâu phải là con của Tía đâu. Dạ đúng. Thiệt là hết biết dâu dây à. Còn nó làm tôi tức chết. Khờ gì đâu mà hết biết. Biết rồi sánh diện ai cũng cười chê. Làm cho tôi mắc cỡ à. Tía ơi Tía đừng có mắc cỡ mà chi. Sớm này đâu có ai nói con chỉ đồn là con rất tệ nên họ nói con tệ hơn vợ Đậu thôi. Trời ơi tệ còn buồn hơn là cụ dơi khờ. Mày còn đứng đó đôi co chơi tao. Nói chuyện cho vui chứ gây với Tía làm gì. Bộ Tía là đàn bà hay sao? Mày nói gì vậy Đen? Chứ không phải sao, là đàn bà thì mới gây lộn với nhau. Còn Tía là đàn ông, Tía đâu có gây lại con đâu. Chào, còn người ta nhìn cho tưởng con hiếp Tía nữa.
trời ơi, tôi chịu hết nổi, tôi tức quá, tôi tức con này quá. Ơi, chịu hết nổi rồi. Tí ơi, thôi đâu mà tức người dân, tí ơi, tí đi đâu vậy? Đậu, Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mà không cho tôi được. Đậu, mày xỉn hả Đậu, mày ngồi xuống đây đi Đậu. Vợ mà con vợ của Đậu, bộ mày xỉn hả Đậu? Sao tao hỏi hoài mày không trả lời Đậu? Uống hơi chút xíu, xỉn gì? Ê mày nói hả Đậu, mày đợi tao một chút đi. Đợi một chút nha. Trời ơi, không biết uống thì mày nói tao kêu ra tao uống cho. Tự nhiên mày uống chi cho cố rồi mày xỉn vậy? Tôi con vợ xấu hổ quá vậy trời. Trời ơi, con vợ thấy không? Chồng xỉn là... Uống thì mày kêu tao ra uống phụ đó, cho. Sai là có gì? Trời đất quỷ thần ơi, sao mày lấy cái tô cho tao ôi? Làm mà chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao xấu hổ vô cùng. Ai biểu mày xấu hổ làm chi? Tao tệ ra sao mà mày cứ la tao? Mày kiếm chuyện tối ngày, mày còn tệ hơn tao. Không dám tệ đâu nha, tao khôn hơn mày nhiều à nha. Trời ơi, vậy mày, nếu mày nói mày khôn hơn tao, vậy mày tao với mày chơi đố nhau đi. Đố gì? Thì mày ra đây đi, tao đố cho mày nghe nè. Đố đi. Mày khôn hơn tao, mày đố tao nghe coi. Mày đố cái gì? Tao đố mày nghe. Có một con trâu đi qua bờ ruộng, rồi có một con trâu đi về lại cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng đi về bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng đi qua cánh đồng, là bao nhiêu con trâu? Ăn quay lại hoài vậy. Thì mày cứ nói là bao nhiêu con một trâu đây? Một con trâu qua cánh đồng, rồi một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng qua cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng. Dễ quá. Dễ thì mày nói đi, mấy con trâu? Thì đi quay lại có 4 con. Đúng không? 4 con. Vậy mà mày cũng nói mày biết. Chỉ có 1 con thôi. Sao 1 con mày? Thì 1 con thôi. Từ 1 con nó từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, rồi từ cánh đồng nó về bờ ruộng, từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, từ cánh đồng nó về bờ ruộng, có 1 con thôi. Vậy mà mày cũng nói. Vậy mà mày cũng đố được mà, mày hay quá. Mày thấy tao thông minh không? Mày nói mày khôn hả? Mày ngu hơn tao rồi mày nói mày khôn. Mày ngu hơn tao thì có thôi, tao nói chuyện với mày tao mệt quá. Tao đi chợ mày. Đi chợ hả? Đi chợ mua gì về bữa nay nấu cơm cho tía cho tôi ăn đó nha. Trời, con vợ khôn quá. Ủa Đậu ơi Đậu, cái quần của tao mày thấy đâu không Đậu? Cái quần gì? Cái quần của tao á, mày tao để đây mày, mày thấy đâu không? Cái quần của mày để đâu sao mày hỏi tao? Tệ gì mà tệ quá trời à. Mệt quá, tao hỏi chút xíu cũng có đây rồi nè. Mệt ghê. Cái gì hỏi nó cũng không biết đó, mày làm chồng tao làm gì đó Đậu? Trời, trời, ê, Đen. Cái gì? Mày đi chợ hả? Đúng rồi. Mày mặc cái quần. Cái quần chứ cái gì mày? Không phải, ý là tao nói cái quần. Ê, cái quần. Mày đừng có hỏi tao cái này cái gì, tao không nói đâu mày. Không phải, tao nói cái gì trắng trắng ngay cái quần mày kìa. Trời ơi, cái miếng giá mà mày mượn mày không thấy hả? Trời ơi, sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều vậy nè mày. Xong tao tìm không có gì hết. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá, cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này cho tao mới đắp vô. Trời ơi, lần sao nó dính vậy? Mày ngu quá Đậu, mày đón đi, tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Hả? Mày thấy tay không? Trời ơi, bà giá quần bằng cơm nguội. Trời ơi, thôi, tao lại mày, mày làm mới mày vô trong đó mày tha cái quần ra, mày bận cái quần ra rầy mày ra chợ lát tao quỳ tao lại từng người luôn đó. Đi vô nè, không có đi chợ đi búa gì hết trơn á trời á. Đi vô nấu nước sôi, bắt con vịt nhúng nước làm thịt cho tí con ta. Mày ngu nữa rồi Đậu. Gì? Người ta nói là lấy con vịt nhúng nước sôi chứ ai nói lấy nước sôi nhúng con vịt mày.
Mày đừng có nghĩ mày lớn hơn tao là mày ngon không mày? Mày đừng có ăn hiếp tao hoài cơ mày. Mày với ba mày á, lúc nào cũng hiếp tao hết á. Cha mày tới con mày tới cha tao nói cái nhà này tao chát lắm rồi. Mày đi đâu nè mày? Đi chợ. Trời ơi trời, tôi nói bắt nước sôi nhúng con vịt nó không chịu. Nó nói bắt con vịt nhúng nước sôi, nó bắt bẻ tôi đủ thứ hết trơn trời á. Thầy, mày kêu nó là làm vịt hả? Kêu vô bắt vịt rằng làm gì cho con với tía nhậu. Vịt nào? Vịt sim. Thôi khỏi luôn. Ủa? Sao vậy tía? Bà đó, bà đem vịt sim bự đó, bà đổi thành hai vịt con rồi. Hả? Trời ơi, con vịt sim 2kg mấy mà nó đổi ra có hai con, hai vịt con nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi trời, sao con vợ tôi nó ngu quá vậy nè trời ơi. Ê, hai đứa mày ngu thì có. Đấy. Xin lỗi tía, con không có nói tía. Nè, hai đứa tí đậu lại đây. Con nói nghe nè, nhà mình có một con vịt sim đúng không? Ừ. Thì con đổi ra thành hai con vịt. Ừ. Là mình lời một con rồi, đúng không? Mà hai con vịt này con đổi ra là nó thành hai con vịt mái. À. Đó, thì hai con vịt mái nó đẻ ra 200 quả trứng. Rồi 200 quả trứng nó mới đẻ ra 200 con vịt. Đó, có phải mình lời không? Mà chừng nào nó mới đẻ ra 200 con vịt? Con không biết. Rồi mày đổi hai con vịt đâu? Đây, còn cái chuyện này còn vui hơn nữa. Chuyện gì vậy? Mày chờ, vui lắm, vui hơn. Tao đâu có biết. Tía làm gì vậy? Gì vậy tía? Đây, đó, vui không? Thấy vui không? Hai con gì vậy tía? Hai con vịt. Hả? Ở mày thấy dễ thương không? Đó. Hai con vịt. Ủa tía ơi. Ừ. Sao có đầu trọc lóc vậy? Ừ, bà đó. Bà nhổ quá. Mày nhổ đầu đó hả? Thì mày kiểu tao thì là làm con vịt cho mày ăn. Thì bây giờ tao phải nhổ lông chứ làm sao? À, mày nhổ làm sao? Thì tao nắm cái đầu đó tao nhổ. Nè, nói với tí đậu nghe nè. Gì? Ngồi xuống đây đi. Cái bài vịt này vui lắm nè. Sao? Đó thấy không? Tí coi nè. Con nhổ cái bực. Cái bà kêu chíp. Con nhổ cái bực. Ở kia chíp. Bà không có phát cỡ gì hết trơn á. Ê à. Trời ơi, sao mày nhổ cái đầu tao mày? Mày đau không? Đau sao không đau mày? Trời ơi, mày đau vậy mày, con vịt nhỏ xíu vậy mày nở lòng nào mày đè nó xuống mày nhổ nó, cái đầu nó không còn cọng lông nữa trơn trời vậy. Mày cũng ngu nữa. Mày ăn hiếp tao vừa thôi, mày kêu tao nấu con vịt, vịt làm con vịt mà giờ tao làm xong rồi không nhổ lông thì để cho mày ăn mày nuốt vô cho mày chết à? Bà ơi bà, người ta làm vịt người ta cắt cổ xong người ta trụng nước sôi người ta mới nhổ lông. Trời ơi là trời, tôi nói tôi chán cái nhà này lắm rồi, tôi chán hai cho con mấy người lắm rồi, hết cha tới con mẹ. Mệt quá. Mày bưng cái này vô trong cho tao. Tí tự bưng ơi. Rồi thấy không, bà là chủ gia đình này, khổ hết sức nói. Trời ơi trời, sao tôi có con vợ tệ dữ vậy trời. Tía ơi. Gì? Tía dạy con sao? Con dạy vợ con lại coi tía. Sao mà nó khờ, nó ngu quá gì tía? Con xấu hổ với bà con cô bác lối xóm này quá rồi tía ơi. Tao xấu hổ hơn mày nữa. Ở nhà hoài nhức đầu lắm. Nè, nói nấu cơm xong rồi nè, ăn đi. Có cơm rồi. Trời ơi, bà nấu làm cơm làm như tôi con ngỡ không bằng vậy đó. Nè nè. Nay nấu gì, món gì đen? Con nấu súp. Hả? Thấy chưa mày? Mày chê con vợ mày hoài à. Lâu lắm rồi á, tí không có thèm gì hết trơn, thèm súp thôi à. Thèm lắm. Mày nấu súp gì nó à? Tốt ghê không? Nấu súp gì cà à? Rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè. Đúng súp luôn. Ủa, tao nhớ hồi sáng giờ mày chưa có đi chợ mà. Thì sao mày mua giò heo mà mày nấu súp được vậy? Tao đâu có nấu giò heo. Chứ mày nấu súp với gì? Tao nấu cá sạc cho mày. Trời ơi. Súp mà nó nấu với cá sạc rồi chết rồi. Cá mày... sạc đâu có nấu. Thì hồi sáng tao đi qua nhà ông bé hai, tao thấy nó phơi dưới đất nhiều lắm luôn á. Tao tính xin về cho mày ăn con để mày nhậu. Nhưng mà tao thấy mày nhậu hoài, mày xỉn hoài, tao sợ mày bệnh nên tao đẩy đỡ ra, tao làm cái súp ra mày hửi cái. Đẩy đỡ cho tao. Trời ơi, đôi lắm, đẩy đỡ đi. Đem vô dẹp đi. Tao chịu hết nổi rồi, tao chịu gia đình này hết nổi rồi, tao đi. Trời ơi, tao nói tao mệt cha con mấy người lắm rồi nha. Tao đâu phải con ở ba đầu sáu ca đâu, bắt tao nấu xong rồi con măng. Vừa phải thôi. Tía đi đâu vậy tía? Tía. Trời ơi là trời đen ơi, mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm. Mày làm tao xấu hổ với tía tao. Chắc kỳ này tao chết quá đen ơi là đen.
Đậu ơi Đậu, mày đừng có chết Đậu. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao hả Đậu? Trời ơi, không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Trời ơi, tao mà không lấy mày, có ma xuống đây lấy mày á. Đen ơi là Đen. Không phải đâu, ở đây á, ai cũng nói là người tao ngu, tao ngu á, chứ đâu có ai nói mày ngu đâu. Ai cũng nói mày đẹp trai hết mà. Bởi vì tao cũng thấy vậy nữa. Đen ơi là Đen, mày có biết là tao thương mày nhiều lắm không Đen? Tao biết mà. Mày biết, mày biết tại sao mà mày làm cho tao xấu hổ, tao khổ hoài vậy Đen? Đâu có đâu. Hồi đó Đậu nói là Đậu đen, Đậu lấy Đen là Đậu vui lắm mà. Sao bây giờ Đậu khổ? Phải, nhưng bây giờ thì hết vui rồi. Đen ơi, những ngày xa xưa đó thì giờ thì đành phôi pha. Giống như người ta từ ngày về bên đây, Đen rất chăm ngoan, dùng dẹp lo trong ngoài, ruộng đồng bao la, nắng mưa ngày đêm nào có màng chi. Đen chỉ cần hai đứa mình chung sống hoài là vui nhất rồi. Mà giờ đây tao phải cưới nhầm con Đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ như bà con lối xóm vô cùng. Trời ơi, sao mày nói tao vậy Đậu? Mày biết không, tao nghe bà con người ta nói vợ thằng Đậu nổi danh tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ và mày nhỏ dại, chừng mày lớn lên rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có dè đâu cưới mày về được 3-4 năm nay, mà càng lúc mà tao thấy mày, trời ơi nó tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có nghĩa gì đâu khi bước ra đường là người ta chê trách. Mày nhìn tao gì? Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời xóm thôn chê cười, mà tao có về đâu mấy lời nói chơi cợt đùa, làm cho lòng tao thêm khổ chỉ vì mày thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai cười chê, cớ sao bây giờ xóm làng người ta chê trách. Để khi ra đường tao không dám nhìn mặt ai. Đậu, nghe Đen nói nè. Đậu ơi, Đậu đừng có lo, Đen ứa từ nay Đen sẽ thay đổi. Đen sẽ làm cho Đậu hãnh diện với muôn
mỗi sáng ra đồng, Đen không có mê chơi nữa. Khi về đến nhà, Đen sẽ dọn dẹp trước sau. Đen cũng đâu có muốn đậu giận Đen đâu, mà cái tấm của Đen á, xưa rồi vẫn vậy mà. Đậu, đậu ơi, thôi đậu đừng có nên giận lấy, đậu nhậu hoài rồi sẽ bệnh cho con. Đen ơi, cái gì đậu? Nói tới nói lui rồi, chắc là hai đứa mình phải xa nhau một thời gian quá Đen ơi. Ủa, xa nhau? Xa nhau là đậu vui hả đậu? Xa nhau để hai đứa mình không còn buồn, không còn giận nữa. Vậy có nghĩa là Đen phải hy sinh xa đậu là đậu sẽ vui đúng không? Đen ơi Đen. Vậy nếu như đậu xa Đen, Đen có buồn không Đen? Không. Đen ơi Đen, nếu đậu xa Đen, Đen có nhớ đậu không Đen? Không. Đen ơi Đen, sao Đen vô tình quá vậy Đen? Đâu có. Trời đất quỷ thần đất kìa ơi, tôi nói gì nó cũng không chứ nó không đâu có đâu. Trời trời, gì nó ngu quá trời ơi, tôi có con vợ ngu quá trời gì quá đất vậy trời ơi. Nói gì nó cũng nói, nó không biết nói gì, nó cũng không không hiểu là sao, gì không có lại gì. Thì bây giờ nếu mà đậu làm cho đậu vui á thì Đen đi, thì Đen đi thôi. Đen. Dạ. Mày đi đâu vậy Đen? Thằng đậu nó kêu con đi đi để cho nó mới vui. Đậu. Dạ. Sao mày đuổi nó vậy mày? Nó lẩy nó đi à. Mà mày định đi đâu vậy? Thì con đi qua nhà bạn con chơi xong rồi tối con về. Vậy mà tôi tưởng nó đi luôn. Nói nghe nè, vợ chồng đó là phải hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau, thấy không? Thôi vô dọn cơm cho tí ăn, con đói quá, 5 phút nữa tí xỉu rồi. Không à, con ăn nồi súp nó nấu rồi nha. Phải không ăn cải bài. Lấy ăn nước mắm cũng được nữa. Bây giờ cái gia đình mà sum họp vui vẻ vậy là ăn cái gì cũng ngon hết á. Nghe tí nói không? Đó, đậu nghe tí nói không? Ừ. Đó, vợ chồng là phải dễ thương với nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Đậu, kỳ ra về sau Đen không có làm cho đậu buồn nữa đâu. À, đậu nói cái gì Đen nghe cái đó. Nó nói tôi nổi gì gà hết trơn trời. Đậu đừng giận Đen nữa. Hứa rồi nha. Biết rồi. Đừng làm tôi xấu hổ với bà con lối xóm nữa nha. Biết rồi hứa. Đừng để cho người ta nói tệ hơn vợ hơn đậu nha. Cái đó là từ người ta muốn nói sao người ta nói, tao đâu có tệ đâu trong mắt đậu. Nói quá mà đâu có tâm sự hoài. Đi vô dọn cơm cho tía tôi ăn đi. Dạ em biết rồi. Ừ. Ai cha chết rồi tía ơi. Gì vậy? Vậy? Con quên nấu cơm rồi. Trời. Dạ thưa cô. Ngân Tâm, ta đã nói là cô ở nhà, sao cứ gọi hoài vậy? Dạ em quên. Dạ thưa cậu, mình tạm dừng chân nghỉ trong chốc lát nha cậu. Ừ. Dạ. Cậu ơi. Lẹ cậu ơi. Cậu ơi cậu. Chị đã tứ cử. Con nói này cậu đừng buồn nha cậu. Mai mốt cậu có đi thi, cậu làm ơn cậu đem chừng 2 bộ đồ thôi nha. Cậu rinh hết nguyên cái nhà luôn, trời đất ơi nặng muốn chết luôn à. Có bao nhiêu đâu. Cậu ơi cậu. Hả? Con đi tới đây rồi, con hết biết đường đi rồi. Dòm ngã ba ngã tư không à, thì đường nào đi đến Ni Sơn. Nếu không biết đường thì ta hỏi thăm đường trong miệng mình chứ đâu tứ cử. Đường trong miệng là sao hả cậu? Đường trong miệng là mình hỏi thăm người ta, người ta chỉ. Ơ kìa, có hai người khách lạ, em đến hỏi thăm coi người ta có biết đường không, nhờ người ta chỉ giùm cho. Ơ kìa, có một người đang ngồi kìa cậu. À, thôi con lại con hỏi nha cậu. À, để hỏi thăm người ta cậu đi. Đợi con chút xíu à cậu. Nhớ nha, họ đến trường Ni Sơn nha. Anh ơi anh cho em hỏi đường nào đi đến Ni Sơn. Anh ơi anh cho em hỏi đường nào đi đến Ni Sơn. Cậu ơi cậu. Hả? Con qua con hỏi rồi. Mà anh này anh bị điếc
Bị điếc à? Hỏi không trả lời, không nghe, điếc. Người mặt mày sáng láng vậy có lý nào điếc? Chắc lẽ em hỏi nhỏ không nghe, em qua em hỏi to lên người ta sẽ trả lời cho. Hỏi to cỡ nào cậu? Thì em hỏi lớn cỡ nào cho người ta nghe rõ thôi. Hỏi anh ơi, anh đường nào đi đến Ni Sơn? Đúng rồi đó. Cậu đợi con chút xíu. Hỏi lớn lớn lên nha. Anh ơi anh, Hương Hào Hiến Sơn. Cậu ơi, hôm nay đi không có con ngày, xui rồi. Sao vậy? Em qua em hỏi anh đó vừa câm vừa điếc luôn. Giờ em gì? Không trả lời. Mặt mày người ta sáng láng vậy không lý nào vừa câm lại điếc. Hồi đó má đẻ ra điếc từ nhỏ. Chắc có lẽ lời hỏi em không được lễ phép. Em qua em lễ phép em hỏi người ta sẽ trả lời giùm cho. Lễ phép là phải khoanh tay hả? Cậu dạy con là phải lễ phép. Đúng rồi. Mình phải qua lễ phép đàng hoàng. Lễ phép đàng hoàng nha em. Mình phải nói chuyện đàng hoàng. Chứ mình không nói chuyện đàng hoàng người ta nói mình không có phép. Đúng rồi. Hồi lớn lớn lên. Đợi con chút xíu. Bộ hỏi người ta không nghe hay sao? Làm gì mà xô người ta tới vậy? Cậu ơi, biết nói. Biết nói thì sao? Con tưởng đâu cầm điếc, ai ngờ biết nói. Hỏi thăm ta đi. Kêu cậu à? Không phải, kêu em đó. Đen hay đỏ? Xin phép cậu cho em qua nói chuyện. Anh kêu em. Muốn hỏi gì? Anh cho em biết đường nào đi đến Ni Sơn. Ni Sơn. Biết rồi. Chờ chút. Dạ thưa cô. Cô gì? Cô hồn giận anh. Cậu. Tự nhiên chỉ đường rồi chửi con cô hồn. Cô hồn. Ngân Tâm. Dạ. Ta đã nói với em là cô ở nhà rồi. Sao có em cứ nhắc hoài vậy? Dạ em quên. Dạ thưa cậu. Có hai người khách đến trường Ni Sơn giống như ta vậy đó cậu. Vậy à, để đó cho cậu. Dạ, xin kính chào công tử. Kính chào công tử. Chim rợn liều lo, cánh thơ mộng qua. Đôi lời thăm hỏi đường đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối khó mộng trì quan lộ. Xin người chỉ giúp dùm cho. Dạ
và xin cho tôi được biết cao danh quý tánh. Nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Chiết Giang là quê. Còn tuổi xuân vừa trăng tròn, tôi tánh danh là Chúc Anh Đài. Dạ, xin kính chào Chúc Công Tử. Còn quý danh của công tử là chi, xin cho tôi được biết. Cha tôi mất đi à, tôi còn âu thơ. Mẹ già dưỡng nuôi, ngày qua à. Tôi mong mơ vừa đúng trăng tròn trăng. Cha nhà vừa đủ ăn, không giàu cho lắm. Ngân Tâm. Dạ. Ra mắt công tử đi em. Dạ. Dạ, em là tiểu đồng Ngân Tâm. Dạ, xin ra mắt Lương công tử. Đáp lễ Ngân Tâm, tứ cửu. Dạ. Em hãy ra mắt Chúc công tử đi em. Dạ. Dạ, em xin chào Chúc công tử. Dạ, chào tiểu đồng Ngân Tâm. Ủa, sao anh biết tên tôi? Ôi, gì đâu khó. Thì hồi nãy Chúc công tử nói Ngân Tâm ra chào Lương công tử đi đó. Ờ, chào tiểu đồng tứ cửu. Mạnh giỏi nha. Cái gì vậy? Sao biết tên tôi? Làm hết hồn à? Làm gì hết hồn? Ôi trời, cái anh này quê quá đi. Thì hồi nãy Lương công tử mới gọi tứ cửu đó. Cậu có gọi tứ cửu à? Dạ, thưa Chúc công tử, đường du học mọi người đáng lũ lượt, vui học hành tuổi trẻ vẫn một lòng. Tôi muốn kết bạn cùng ai trên đường học vấn có được không à? Kết bạn. Muốn kết bạn với tôi à? Dạ, không được đâu. Tại sao vậy? Dạ, vì tánh công tử của tôi thì khác, nào giống những chàng trai. Cậu. Là người có 102, không chịu kết bạn, chắc là lại cái tứ cửu không được vô lễ. Em hãy nhìn kìa, nhìn đâu, diện mạo thể hiện qua tất ngà lòng. Tôi muốn kết bạn thân, nghe trong tôi sao xuyến lần lần buổi hội ngộ ban đầu. À, kia không phân biệt thì ta kết thành đôi bạn để cùng mà nấu sự sôi kinh đời đời. Tôi ta có tâm đồng à. Tâm của tôi hay hờn vì những điều lai quay, chỉ sợ cho bạn bè không chịu được tâm. Xem Lương công hơi ngô lại hiền đức, vậy thì cùng kết thân gia vui buồn cùng sớm chia. Ngân Tâm ơi, ơi hỏi Ngân Tâm, Ngân Tâm nhà Ngân Tâm ơi, Ngân Tâm hỏi Ngân Tâm ơi, Ngân Tâm hỏi Ngân Tâm thôi hả? Chung trong đã có đời thì ở dưới đây ta cũng kết bè. Thầy một lòng là một dạ, sống không làm gì bay ta. Thầy à, dù bao tố phong ba ba thì chúng ta cũng không xa lời nè. Nhưng chúc hợp hòa tư ngờ
Núi non, núi non. Hay quá. Cậu ơi, cậu ơi. Gì đấy tứ cử? Cậu ơi, con có ý kiến. Ý kiến gì? Dạ thưa cậu, hôm nay mình đi giữa rừng núi ngàn trùng điệp điệp. Ô đẹp như một bài thơ. Ô con thấy phong cảnh ở đây thật là hữu tình. Hay là con có ý kiến gì cậu? Ý kiến gì tứ cử? Mình nên kết bạn với cậu. Kết bạn? Ừ, mình kết bạn rồi mình thề thốt đi cậu. Thề thốt à? Thề thốt nó mới tin. Ở đây giữa núi rừng, làm gì có nhang đèn cho chúng ta thề thốt? Không có nhang đèn sao thề thốt ra? Dạ thưa cô. Hả, cái gì cô gì? Cô mới nói cô gì? Cô hồn âm binh. Cô hồn quá nha. Nãy nói người ta là cô hồn, giờ nói ta âm binh nữa. Nói tôi âm binh. Nói cậu nói con âm binh rồi cậu. Thôi để con Ngân Tâm có ý kiến gì? Dạ thưa hai cậu. Dạ em muốn nói là nếu mà nơi đây không có nhang đèn thì ta mượn cành liễu ngâm câu hòa hợp. Hay quá vậy ta. Ý kiến hay. Công nhận Ngân Tâm có ý kiến quá hay. Đúng rồi cậu ơi, cậu mình không có nhang đèn thì mình lấy liễu, bên kia là lấy liễu, còn bên đây mình lấy bông mai đúng không cậu? Được đó. Con thích bông mai, con lấy bông huệ. Thôi kiếm bông mai đi. Bông dạng thọ được không? Thôi kệ, vô rừng có gì hay nấy nha các cậu. Ngân Tâm ơi, mượn đi em. Mình sẽ mượn cành liễu và cành mai để mà cành mai làm gì? Thề con lễ tơ hồng. Vô duyên. Sao vô duyên? Mình là đàn ông con trai, làm gì có lão tơ hồng ở trong đó. Thôi thì có lão tơ hồng để chứng minh mối tình đầu gặp gỡ. Vô duyên. Trời ơi, làm bạn bè làm gì mà hả? Có mối tình đầu gặp gỡ. Không biết gì hết trơn à. Cậu nói giùm con ơi cậu. Có phải là từ đó giờ con là anh trai nheo nhẽo không? Con chưa có một mối tình nào hết trơn rồi. Hôm nay con kết bạn với Ngân Tâm, có phải là mối tình đầu gặp gỡ không? Đúng đó. Ngân Tâm ơi, Ngân Tâm, trên đã cùng nhau thề thốt có liễu, có mai, còn ở dưới đây tôi sử dụng tục lệ riêng của tôi. Tục lệ của anh sao? Quỳ xuống. Quỳ xuống làm gì? Rồi chúng ta cùng thề thốt. Hả? Trọn đời chung thủy. Hả? Vô duyên. Tự nhiên làm gì chung thủy nữa? Vì chung thủy thì hai đứa mình là thề thốt với nhau, trọn đời bên nhau, không bao giờ xa cách, là phải chung thủy. Có đúng không cậu? Cái anh này nói ngược mà nghe cũng xui ghê á. Rồi được rồi, tôi làm theo tục lệ của riêng anh đúng không? Bây giờ nè, tôi đi hái liễu, anh đi bẻ cành mai đi. Có mai không? Đi vào rừng kiếm. Cậu ơi, cậu đợi con chút xíu nha cậu. Con hái cho cậu nè, bông gì cũng được nha cậu. Cậu ơi. Cậu ơi. Dạ, em mời cậu. Cậu ơi cậu. Con kiếm hết rồi. Có được con cành này được mấy bông à? Thôi cũng được rồi. Vậy chúng ta đồng thề thốt. Tôi Sơn Ba xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao dài, ta thề chung lòng, ta cùng nhau thề nguyện đồng tâm, kim tung trời xóa tan lụy phiền, ghép cho ghép mày kết bao thâm tình không xấu xa.
tình mình nguyện không xa.